Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Tập 111. Nhất là câu cuối cùng, khiến hắn ta sởn gai ốc. Lâm Nhất cười nói, thứ nhất ta không phải người thích giết chóc, thứ hai thật sự là không cần thiết. Một hỏa vân giới cũng không đối phó được, cuộc tranh tài vạn giới làm sao vùng lên. Dứt lời, trong đầu Phương Thiếu Vũ lập tức nổ ầm một tiếng, lời nói của Lâm Nhất khiến hắn ta thông suốt, khiến hắn ta tỉnh ngộ. Một hỏa vân giới cũng không đối phó được, trong cuộc tranh tài vạn giới nói gì đến chuyện vùng lên. Số người ở lại còn hơn 10 người, Lâm Nhất cũng không keo kiệt, bảo Phương Thiếu Vũ cho mỗi người 500 viên đan tinh nguyên. Nếu có thiên phú và tư chất thì cho thêm mấy trăm viên, thậm chí 1000 viên cũng không ảnh hưởng gì. Con đường thông thiên này ai cũng không biết tương lai sẽ thế nào, vĩnh viễn cũng đừng xem thường bất kỳ ai. Đừng khinh thiếu niên nghèo. Dù sao khí vận vô thường, ai có thể biết được hôm nay trong những người này có đại năng tương lai hay không? Đây là Lâm Nhất đang kết thiện duyên cho mình, có ích hay không phải thuận theo bản tâm của mình. Dưới sự áp bách mạnh mẽ của hỏa vân giới mà mười mấy người này có thể giữ vững bản tâm không làm chó, đủ để có được sự tôn trọng của Lâm Nhất. Cái này, sao lại cho thêm nhiều như vậy? 800 viên, 1000 viên, nhiều quá. Sau khi mười mấy người đó nhận được đan tinh nguyên thì kinh ngạc không thôi, vốn dĩ 500 viên đan tinh nguyên đủ để bọn họ bù đắp tổn thất, thậm chí còn dư. Nhưng bây giờ Lâm Nhất lại cho nhiều như vậy, khiến bọn họ vui mừng không thôi, thực sự rất kinh ngạc. Phương Thiếu Vũ thấy vậy cười nói, Lâm huynh nói các vị vẫn giữ được ngạo cốt, chỉ cần không chết ắt sẽ có ngày thành danh. Hôm nay kết thiện duyên cũng là kính nể ngạo cốt của các vị. Ồ! Mọi người nghe vậy đều buột miệng kêu lên, trong mắt có nước mắt lấp lánh. Bọn họ đều là nhân tài đỉnh cao của giới vực của mình. Nếu nói ai không có ngạo cốt thì chắc chắn là nói bậy, nhưng đến con đường thông thiên này mới biết núi cao còn có núi cao hơn. Ngạo cốt trên người có thể đáng giá bao nhiêu tiền? Có thể đáng tiền hơn cả mạng sao? Có người quỳ gối trước sự chênh lệch khổng lồ, có người thì vẫn cắn răng kiên trì. Bởi vì một khi quỳ xuống, luồng khí trong lòng sẽ tiêu tan. Một khi khuất phục, dù có thể nhận được lợi ích lớn đến mấy, muốn đứng lên lại sẽ vô cùng khó khăn. Bọn họ ở trong thành bị người khác giễu cợt, cực kỳ nhục nhã, nhưng đều cắn răng kiên trì, chỉ vì vẫn giữ được ngạo cốt. Bây giờ đột nhiên nghe lời Lâm Nhất nói, bỗng có cảm giác như gặp được tri âm, cảm thấy sự kiên trì này cũng đáng giá. Lâm công tử, mặc dù hôm nay chúng tôi bé nhỏ như hạt cát, nhưng sau này hễ có cơ hội, chỉ cần Lâm công tử cần, chúng tôi sẽ báo đáp công ơn ngày hôm nay. Mười mấy người lập tức chắp tay, hôm nay Lâm Nhất không những cho bọn họ một ít đan tinh nguyên, mà còn khiến bọn họ biết tính quan trọng của sự kiên trì. Ngạo cốt trên người quan trọng hơn tất cả, chỉ cần không chết, rồi sẽ có ngày thành danh. Nặng lời rồi. Trên mặt Lâm Nhất lộ ra nụ cười, như thế thật tốt. Nếu đại thế nơi đó người người đã như rồng, đều có lòng hướng lên. Vậy thì con đường thông thiên này, ngạo cốt của chúng ta càng không thể đổ. Đợi sau khi đoàn người rời đi, Phương Thiếu Vũ đếm lại đan tinh nguyên, còn lại mười mấy vạn viên. Lâm Nhất cũng không khách sáo, cho ba người nhóm Phương Thiếu Vũ mỗi người một vạn viên đan tinh nguyên, mình giữ 10 vạn viên còn lại. Mấy người họ kích động, có chút không thể kiềm chế. Nghĩ lại trước hôm nay, bọn họ còn đang đau đầu vì 1000 viên đan tinh nguyên, bây giờ lại có được hơn 1 vạn viên đan tinh nguyên. Đúng là giống như một giấc mơ, không dám tưởng tượng. Tất cả đều nhờ vào Lâm Nhất, ba người chắp tay cảm tạ, Lâm Nhất bình tĩnh, hạ giọng nói, Phương huynh, trước kia ta cũng có nhiều hiểu lầm với ngươi, không nghĩ tới nỗi khổ tâm của ngươi. Phương Thiếu Vũ cười khổ, nói ta không hề cố tình nhắm vào ngươi, thực sự là ngươi có điều không biết. Sau khi ngươi giết chết Diêm Ma, Thánh Minh cho ngươi nguyện vọng. Cao Trường Thiên trưởng lão lệnh cho ta âm thầm bảo vệ ngươi, nói lúc con đường thông thiên này bắt đầu đừng để ngươi ra mặt. Chỉ cần cho ngươi thời gian, ngươi chắc chắn sẽ vùng lên ở không gian này, có thể làm mạnh thêm ngọn lửa của huyền hoàng giới chúng ta. Lâm Nhất như có điều suy nghĩ, xem như đã hiểu ra vì sao lúc xuống đây, Phương Thiếu Vũ lại sốt sắng giành lấy vị trí lãnh tụ. Nếu đã là ngọn lửa, đương nhiên trước khi nó cháy mạnh, phải bảo vệ nó thật tốt không để nó dập tắt. Nhưng ta thực sự không ngờ Lâm huynh đến con đường thông thiên, thực lực lại tiến bộ nhanh như vậy.
trưởng lão Thánh Minh quả thật không nhìn lầm người, thậm chí có phần đánh giá thấp ngươi, Phương Thiếu Vũ nghiêm nghị lên tiếng. Trúc Thanh Sơn đột nhiên hỏi, Vũ Hạo Thiên chết chưa? Hắn ta cũng giống Lâm Nhất, đều đến từ cổ vực Nam Hoa, biết rõ ân oán giữa hai người, cũng biết rõ sự đáng sợ của người này, vô cùng quan tâm đến sự sống chết của người này. Lâm Nhất không đổi sắc mặt, khẽ giọng nói, chưa chết, Từ Nguyệt Động Thiên dù gì cũng có nội tình thâm sâu, thủ đoạn bảo mệnh của hắn ta khá nhiều. Vậy lần sau gặp lại thật sự phải cẩn thận, Trúc Thanh Sơn dặn dò. Phương Thiếu Vũ nhíu mày nói, người này cho ta cảm giác không tốt lắm, trong cơ thể hắn ta giống như có một luồng khí tức khác. Tử Nguyệt Động Thiên có lai lịch quỷ dị. Lâm Nhất, người không được có chút sơ suất nào, năm xưa kiếm tông từ Hưng Thịnh đi đến diệt vong cũng vì Tử Nguyệt Động Thiên giở trò sau lưng. Chuyện này ta biết. Lâm Nhất gật đầu, nhìn về phía Phương Thiếu Vũ, nói, nhưng bây giờ ngươi nên nói hết tin tức về con đường thông thiên này cho bọn ta rồi nhỉ. Ví dụ như người của những giới vực khác rõ ràng đến sớm hơn chúng ta rất nhiều, chẳng lẽ thời gian mọi người đến đây đều khác nhau? Quả thật khác nhau. Phương Thiếu Vũ giải thích, cuộc tranh tài vạn giới, cái gọi là vạn giới và đại thế côn luân đều là hư ảo, thực tế không chỉ có vạn giới. Ngoài 10 phương chiến giới ra, quy tắc thời không của các giới vực khác và côn luân đều khác nhau. Con đường thông thiên này cũng có quy tắc thời không đặc biệt của nó. Nói tóm lại, giới vực có nội tình thực lực càng mạnh thì sẽ đến đây càng sớm. Đối với các giới vực đỉnh cao mà nói thì hơn kém nhau không bao nhiêu, nhưng nếu nội tình chênh lệch quá nhiều, thời gian xuống đây sẽ chênh lệch rất lớn. Nghe xong, mọi người mới hiểu ra. Phương Thiếu Vũ lấy bản đồ bí ẩn trong túi trữ vật ra, nói, khu vực mà bây giờ chúng ta đang đứng tên là Nhật Diệu Chi Địa. Nhật Diệu Chi Địa có hơn 100 tòa long thành thượng cổ. Cái gọi là long thành chỉ cỡ lớn được thần long cự tượng bảo vệ. Long thành ít nhất có thể chứa được mấy vạn người, long thành cỡ lớn thậm chí có thể chứa 10 vạn người, thậm chí là mấy chục vạn người. Nhiều vậy sao? Triệu Thần và Trúc Thanh Sơn đều bị lời nói của Phương Thiếu Vũ làm kinh ngạc, thực sự không ngờ cái gọi là cuộc tranh tài vạn giới lại đáng sợ như vậy. Một tòa long thành là có thể tụ tập mấy vạn người, thậm chí là 10 vạn người. Hơn nữa mỗi một người đều là nhân tài đỉnh cao trong mỗi giới vực. Đây lại mới chỉ là Nhật Diệu Chi Địa. Cuộc tranh tài mức độ này sẽ thảm khốc đến thế nào, đúng là không dám tưởng tượng. Phương Thiếu Vũ nói tiếp, Long Thành bao phủ cứ điểm đơn sơ của chúng ta tên là Thành Lôi Hỏa. Vào Long Thành, bái Long Tượng sẽ nhận được một mảnh Long Bài. Có được Long Bài, chúng ta mới xem như có chỗ đứng chính thức trong con đường thông thiên. Long bài sẽ ghi lại long vận và chiến tích của chúng ta, nếu bóp nát long bài có thể rời khỏi con đường thông thiên, trở về giới vực cũ. Đồng nghĩa có được đường lui, nếu thất bại trong cuộc tranh tài, ít nhất còn có thể bảo toàn một mạng. Nhưng nếu không phải vạn bất đắc dĩ, có lẽ không ai muốn bóp nát long bài. Trừ điều đó ra, cuối con đường thông thiên sẽ có một bảo kính thông thiên. Nếu long vận và chiến tích trên long bài đủ siêu phàm sẽ xuất hiện trên bảo kính đó. Được các tông phái siêu cấp trong hoang cổ vực đại thế bên kia chú ý đến. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Long Thành ở thời kỳ thượng cổ đều được xây dựng ở nơi hội tụ các tông môn lớn. Ngày nay, xung quanh Long Thành đều trở thành di tích và động phủ, kế hoạch ban đầu của ta là thăng cấp lên thiên phách ở đây, sau đó để mọi người cùng nhau đến Long Thành lấy Long Bài, đợi di tích và động phủ hiện thế. Bây giờ... Phương Thiếu Vũ muốn nói lại thôi, một lúc lâu sau mới nói tiếp, bây giờ, cao thủ của hỏa vân giới chắc chắn đều ở thành Lôi Hỏa, muốn đi lấy long bài e là sẽ có chút nguy hiểm. Mấy người họ im lặng không nói, đều nhìn về phía Lâm Nhất. Vô hình chung, Lâm Nhất đã trở thành thủ lĩnh của mấy người họ, đợi hắn ra quyết định. Lâm Nhất suy nghĩ chốc lát, trong lòng đã có ý tưởng, không vội, bây giờ chúng ta đã chiếm cứ điểm ở đây thì phải lợi dụng nó một phen. Ba người các người ban ngày ra ngoài lịch luyện, thuận tiện thăm dò tình báo nhiều hơn, thông tin vẫn còn quá ít. Buổi tối thì luyện hóa đan tinh nguyên, đợi mỗi người tu luyện đến cực hạn rồi thăng cấp lên thiên phách, ta cũng nhân thời gian này bế quan thật tốt. Ba người nhóm Phương Thiếu Vũ không có dị nghị gì về việc này. Mặc dù ở trong thành an toàn, nhưng không ra ngoài lịch luyện thì mãi mãi không thể thật sự tích lũy. Còn Lâm Nhất. Tầm nhìn của hắn dừng trên cột đá long tượng trong thành. Trước kia,
Nam Cung Hạ đã tu luyện trên Long Tượng, nhưng đừng nói hắn ta lên được đỉnh Long Tượng, ngay cả một nửa cột đá cũng không thể lên được. Phương Thiếu Vũ nhìn thấy ánh mắt hắn, vẻ mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói, Lâm Huynh, Long Tượng ở con đường thông thiên này đều cực kỳ bí ẩn, tránh không được leo lên đầu rồng. Dù là Long Tượng đơn giản nhất, chỉ cần leo lên đầu rồng đều sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra, rất đáng sợ. Màn đêm buông xuống, ma vân giữa trời lại lắng xuống. Con đường thông thiên từ sự hiền hòa ban ngày trở nên vô cùng đáng sợ, gió lạnh thét gào, thú gầm trầm thấp, bảo quang quỷ dị, thế giới đáng sợ đầy màu sắc kỳ quái. Con người trời sinh đã sợ bóng tối, dù là người tập võ, nếu phải lựa chọn, đa số cũng chỉ muốn mạo hiểm vào ban ngày. Ở con đường thông thiên này thì càng không cần nói nhiều, nếu không cần thiết thì không ai đi lại trong bóng tối, đa số đều ở trong khu vực an toàn có Long Tượng trấn thủ. Lúc này, trong một cánh rừng bóng tối mênh mông bao phủ, Vũ Hạo Thiên không ngừng ho khan, hết tiếng ho khan lại không ngừng phun ra máu tươi. Khu vực này cách thành trì đơn sơ mà đám người Lâm Nhất ở đến mấy nghìn dặm. Nhưng sâu trong lòng hắn ta vẫn tràn ngập sợ hãi, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại, giống như Lâm Nhất có thể đuổi theo sau lưng hắn ta bất cứ lúc nào. Đáng sợ quá! Những gì trải qua vào ban ngày khiến hắn ta dạo qua quỷ môn quan vô số lần, chỉ hơi hồi tưởng lại kiềm ý đáng sợ của Lâm Nhất đã khiến hắn ta run rẩy. Sao lại có người có thiên phú kiếm đạo khoa trương như vậy, cũng đến từ cổ vực Nam Hoa, vì sao lại chênh lệch lớn như vậy? Sau khi tiếp dẫn ma linh thành công, dù là lòng dạ tâm cơ hay là tu vi và sức chiến đấu của bản thân Vũ Hạo Thiên đều có thể gọi là thay da đổi thịt. Thực lực không biết đã nâng cao mấy lần so với lúc quần long thịnh yến, tự nhủ cho dù không thắng nổi Lâm Nhất cũng có thể rút lui an toàn. Nhưng không ngờ, suýt chút nữa khiến hắn ta vạn kiếp bất phục, chết không chỗ chôn thân. Thậm chí ngay cả ma tượng bảo mệnh ở con đường thông thiên mà sư tôn cho hắn ta cũng đã dùng khi con đường thông thiên vừa mới bắt đầu, đồng nghĩa hủy của hắn ta một cái mạng. Điều khiến hắn ta không thể chấp nhận nhất là khi Lâm Nhất đang đuổi theo ma tượng thì đột nhiên dừng lại, nếu đi tới phía trước vài bước nữa, dù không nổ chết Lâm Nhất cũng đủ khiến hắn bị thương nặng. Chết tiệt! Nghĩ đến đó, tâm trạng của Vũ Hạo Thiên lại trở nên nóng nảy, chân nguyên rối loạn, lại nôn ra máu tươi. Ha ha, tên nhóc người cũng đã chịu đựng được nỗi khổ khi tiếp dẫn ma linh, chút trở ngại này mà không chịu được sao? Giọng nói già nua mà quỷ dị vang lên trong đầu hắn ta, trong mắt Vũ Hạo Thiên lập tức dâng lên vẻ mừng rỡ, vội vàng trả lời tiền bối, người tỉnh rồi. Từ khi nhập vào chiến đấu với Lâm Nhất, ma linh không còn lên tiếng nữa. Cũng chỉ thức tỉnh tạm thời mà thôi, không lâu, vẫn phải ngủ một thời gian rất dài. Trạng thái của ta thế này giao đấu với người khác quả thật chịu thiệt quá nhiều. Lời nói của ma linh khiến Vũ Hạo Thiên trùng lòng, nói như vậy chẳng phải trong một thời gian rất dài hắn ta không thể nhận được sự giúp đỡ của người kia sao? Ha ha, nhóc con, ta biết ngươi đang nghĩ gì. Ngươi muốn tranh đấu với Lâm Nhất, nơi nào cũng dựa vào ta, e rằng cả đời cũng không thể thành công. Trong thời gian ta ngủ say, vừa khéo ngươi có thể tự rèn luyện một phen. Nhưng Nhật Diệu chi địa này ngươi không thể ở lại được, ngươi phải đến Nguyệt Diệu chi địa. Giọng nói ma linh vang lên đứt quãng, lúc ngươi ở bán bộ thiên phách không tu luyện đến cực hạn, cũng chính là cực cảnh, đã không có khả năng tranh đấu với hắn ở cùng cảnh giới nữa. Nhưng không sao, ngươi vẫn chưa độ kiếp thiên phách, ngươi tu luyện thiên phách đến cực hạn, sau khi độ kiếp lại tu luyện thiên phách nhất trùng thiên đến cực hạn. Ngươi chỉ cần nơi trốn nhanh hơn hắn một bước, trong tình huống cực cảnh đủ mạnh. Ở cùng cảnh giới không thể tranh đấu, vậy thì vượt cảnh giới áp đảo hắn. Vũ Hạo Thiên nghe vậy, hai mắt tăm tối dần tỏa ra ánh sáng. Ta truyền thêm võ học tạo hóa cấp bá chủ vậy, đợi ngươi tu luyện tiểu vô tướng ma quyết đến tầng 7, cùng là cực cảnh của nhất trùng thiên, cực hạn của ngươi sẽ cao hơn những người khác mấy lần, thậm chí là 10 lần. Võ học tạo hóa cấp bá chủ, đây đã là võ học tạo hóa cấp cao rồi. Hai mắt Vũ Hạo Thiên lấp lánh. Hiện lên sự phấn khởi cuồng nhiệt. Nhưng ngay sau đó lại nghĩ tới trước kia hắn ta từng xin ma linh võ học tạo hóa cao cấp, ma linh nói tu vi và tầm mắt hắn ta chưa đạt, không dễ tu luyện. Bây giờ lại truyền lại cho hắn ta chứng tỏ lần này ma linh quả thật đã bị thương không nhẹ phải ngủ say thật lâu thật lâu. Lần này tiền bối ngủ say, khi nào mới có thể tỉnh dậy? Vũ Hạo Thiên thăm dò hỏi.
Trước khi người lấy được Nguyệt Diệu Chi Linh vào Thương Long cấm giới, có lẽ ta sẽ tỉnh dậy. Lúc ta ngủ say, người có thể sử dụng bị pháp đánh thức ta sớm, nhưng chỉ có hai cơ hội, không phải vạn bất đắc dĩ thì đừng đánh thức ta. Nguyệt Diệu Chi Linh, Thương Long cấm giới. Trong mắt Phú Hạo Thiên lộ ra vẻ nghi ngờ, hai danh từ này hắn ta chưa từng nghe nói tới. Thậm chí cả khu vực được gọi là Nhật Diệu Chi Địa dưới chân hắn ta cũng là lần đầu nghe Ma Linh nhắc tới mới biết, bí mật của con đường thông thiên này quả thật quá nhiều. Ngay khi hắn ta định lên tiếng hỏi, Ma Linh hạ giọng nói, đừng hỏi nữa, Nguyệt Diệu Chi Linh và Thương Long cấm giới đợi ngươi nâng cao thực lực lên đủ trình độ ở con đường thông thiên thì sẽ biết được thôi. Nhớ đừng nán lại đây, bây giờ thằng nhóc đó chính là khắc tinh của ngươi, đụng phải nó sớm ắt sẽ chết. Ta sắp ngủ say rồi. Phú Hạo Thiên, người cũng không cần tự coi nhẹ mình, bản thân người rất siêu phàm, dù không có sự giúp đỡ của ta, người cũng có thể tỏa sáng trên con đường thông thiên. Từ khi ta tỉnh dậy đến nay, người là người duy nhất trong mấy vạn người tiếp dẫn còn sống. Thân phận của bản tôn không phải những ma linh rác rưởi khác có thể so sánh được, ta là thần hầu trong ma linh, đừng để ta thất vọng. Lời nói của ma linh đứt quãng, chẳng mấy chốc không còn tiếng nói nữa. Phú Hạo Thiên thấy vậy cất tiếng gọi mấy lần, Ma Linh vẫn không có phản ứng, xem ra đã ngủ say rồi. Đúng như vậy, mặc dù không có sự giúp đỡ của Ma Linh, Phú Hạo Thiên ta cũng không phải đám chó mèo có thể sánh kịp. Trong mắt Phú Hạo Thiên lóe sáng, vị vua nam vực khí phách vương đạo trong quần long thịnh yến, phong thái thuộc về hắn ta đã dần dần trở lại. Ma khí lắng đọng trong bóng tối vô cùng đáng sợ trong mắt người xung quanh, nhưng Phú Hạo Thiên lại vui vẻ chịu đựng. Cảm giác dưới sự tẩm bổ của nó, vết thương cũng được khôi phục không ít. Tiểu vô tướng ma quyết quả nhiên lợi hại, những công pháp ma đạo khác so với nó đúng là không đáng nhắc tới. Phú Hạo Thiên khẽ giọng lẩm bẩm, đồng thời trong lòng âm thầm nhắc đi nhắc lại Nguyệt Diệu Chi Linh và Thương Long cấm giới. Lâm Nhất, chắc ngươi cũng sẽ đến Thương Long cấm giới nhỉ? Lần sau gặp lại sẽ là ngày chết của ngươi. Trong bóng tối lạnh lẽo. Mắt Phú Hạo Thiên lóe lên sát ý còn lạnh lẽo hơn cả bóng tối này, sau đó hắn ta hít sâu một hơi, nhanh chóng rời đi. Với hắn ta mà nói, đi trong đêm tối lại an toàn hơn nhiều. Hai ngày sau, trên một lầu đá trong thành trì đơn sơ, Lâm Nhất đang nhắm mắt khoanh chân chậm rãi mở mắt ra, sau đó chậm rãi đứng dậy. Khoảnh khắc hắn đứng dậy, trong cơ thể lập tức có chân nguyên rồi rào cuồn cuộn chuyển động. Thời gian hai ngày này, Thanh Tiêu kiếm quyết và Tử Diên kiếm quyết của hắn đã ổn định hơn nhiều. Nhưng đó không phải trọng điểm, Lâm Nhất xòe bàn tay ra, tâm niệm khẽ động. Trong nháy mắt, có hỏa ấn xuất hiện ở lòng bàn tay hắn, đồng thời linh khí thuộc tính hỏa trong linh khí đất trời điên cuồng dâng trào, ngay trong khoảnh khắc này bùng lên uy áp hỏa diễm vô cùng đáng sợ. Đây là một hỏa ấn tỏa ra ánh sáng vàng nhàn nhạt. Hỏa vân phần thiên thủ phải lĩnh ngộ được hỏa ấn trước. Sau đó mới chính thức tu luyện võ học tạo hóa thượng phẩm này. Hỏa ấn có tất cả 4 phẩm cấp, màu trắng, màu xanh, màu tím và màu vàng. Nam Cung Hạ không được xem là người mạnh nhất ở hỏa vân giới, nhưng địa vị cũng không thấp lắm. Hỏa ấn màu xanh mà hắn ta lĩnh ngộ cũng khiến Đường Nham kinh ngạc không thôi. Nhưng bây giờ Lâm Nhất chỉ mới tu luyện 2 ngày đã ngưng luyện ra được hỏa ấn xa xưa màu vàng, chênh lệch về ngộ tính hiển lộ vô cùng rõ ràng vào giờ khắc này. Xoạt, chân nguyên trong cơ thể Lâm Nhất chuyển động, trong lòng bàn tay lại hiện ra 3 hỏa ấn, cả bàn tay hắn lập tức trở nên vô cùng nóng cháy, tỏa ra ngọn lửa màu vàng vô cùng bắt mắt. Ục ục, những luồng dự uy hỏa diễm vô hình tỏa ra từ bàn tay hắn, trong không khí hiện lên gợn sóng màu vàng nhàn nhạt. Ầm ầm, chỉ riêng dao động của những gợn sóng này, đất trời nơi này đã chấn động vô cùng dữ dội, nhiệt độ trong không khí bỗng chốc dâng lên hơn 1000 lần. Mạnh thật. Trong mắt Lâm Nhất lóe lên tia sáng kỳ dị, bây giờ hắn đã hiểu ra, vì sao trước kia Đường Nham lại có thể nung chảy đối thủ thành cho bụi ngay khi vừa đối mặt. Hỏa vân phần thiên thủ này quả thật quá đáng sợ, trong võ học tạo hóa thượng phẩm cũng thuộc sự tồn tại cực kỳ cao cấp, gần chạm tới võ học tạp hóa cao cấp. Nếu có thể tu luyện đến cảnh giới cao thâm, thậm chí còn có thể đối kháng với võ học tạo hóa cấp bá chủ. Lâm Nhất khẽ giọng lẩm bẩm, chuyển động xem. 3 hỏa ấn chậm rãi chuyển động giữa lòng bàn tay hắn, bầu trời trên đỉnh đầu nhuộm thành màu vàng. Sau đó, một vòng sáng ngọn lửa màu vàng ầm ầm hình thành,
đất trời lập tức đổi màu, trong vòng sáng có tiếng rít gào đáng sợ dâng lên, chấn động đến mức cả tòa thành trì đều rung lên. Dưới dao động ngọn lửa thế này, cả tòa thành trì như sắp tan chảy, cho người ta cảm giác cực kỳ đáng sợ. Trong mắt Lâm Nhất lóe lên vẻ phấn khởi, phẩm cấp hỏa ấn khác nhau, uy lực cũng chênh lệch lớn hơn cả dữ liệu. Hắn chỉ mới ngưng tụ được ba hỏa ấn màu vàng đã có uy lực lớn đến mức khiến người ta kinh ngạc. Nếu ngưng tụ được tám hỏa ấn, cự thủ phần thiên xuất hiện từ trong vầng sáng ngọn lửa sẽ đáng sợ đến mức nào? Ngoài cổng thành, nhóm ba người Phương Thiếu Vũ từ dã ngoại quay về, nhìn thấy cảnh này đều kinh ngạc. Ba người nghe theo lời khuyên của Lâm Nhất cũng bắt đầu tham ngộ hỏa vân phần thiên thủ. Dù sao loại võ học tạo hóa thế này hiếm có, sau khi tu luyện sẽ nâng cao thực lực bản thân lên thế nào không cần phải nói thêm. Còn người của hỏa vân giới thì không cần quá để tâm. Dù sao cũng đã trở mặt, không cần phải kiêng kỵ quá. Chỉ là qua hai ngày, người tiến triển nhanh nhất trong ba người họ là Phương Thiếu Vũ cũng chỉ mới thử xem có thể ngưng luyện được hỏa ấn màu xanh hay không. Thế nhưng Lâm Nhất không những đã ngưng kết được hỏa ấn màu vàng, mà còn tu luyện nó đến cảnh giới tầng thứ ba, ba hỏa ấn đủ để gọi ra cự thủ phần thiên. Thật khoa trương. Triệu Thần lẩm bẩm, có chút không tin nổi. Phương Thiếu Vũ thì im lặng, hắn ta đã quyết định ít nhất cũng phải tham ngộ hỏa ấn đến phẩm cấp màu tím, lúc đó mới bắt đầu tu luyện. Nếu không, so với Lâm Nhất, chênh lệch sẽ rất lớn. Soạt. Đột nhiên dị tượng đáng sợ trên trời biến mất, Lâm Nhất lướt người đi, vượt qua khoảng cách mấy nghìn mét đến trước mặt ba người. Về rồi thì vừa khéo, lúc trước ngươi nói đỉnh đầu của Long Tượng không thể lên, ta đợi hai ngày rồi, hôm nay là lúc đến xem Long Tượng đó, có muốn đi cùng không? Lâm Nhất nhìn mấy người họ, khẽ giọng cười nói. Phương Thiếu Vũ hơi biến sắc, đỉnh đầu của Long Tượng thật sự là khu cấm, trưởng lão Thánh Minh đã dặn dò ta. Lên trên đó sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra. Ánh mắt Lâm Nhất lấp lóe, hạ giọng nói, nếu đã là khu cấm, ta sẽ không tùy tiện lên đó. Bây giờ ta chỉ rất tò mò, vì sao Nam Cung Hạ chỉ có thể tu luyện đến 1/3 độ cao của Long Tượng. Đi, vậy thì cùng đi xem. Mấy người họ cũng có hứng thú, nếu không có nguy hiểm, ban ngày bọn họ đi lịch luyện, tối lại có thể tu luyện trên Long Tượng, tất nhiên sẽ được lợi ích nhiều hơn. Có thể sớm ngày tu luyện bán bộ thiên phách đến cực hạn. Long Tượng trong thành, từ xa nhìn lại chỉ cao đâu đó trăm trượng. Nhóm Lâm Nhất đến gần mới ngạc nhiên phát hiện, chỉ cột đá thôi đã khổng lồ và nguy nga hơn những gì họ tưởng rất nhiều. Hơn nữa Long Tượng vần quanh cột đá còn to lớn hơn, sau khi đến cách đó 100 mét, thì tất cả đều cảm nhận được Long uy mạnh mẽ. 10 mét, không có gì bất ngờ, ngoài Lâm Nhất thì những người khác còn chẳng thể ngẩng đầu lên nổi. Cơ thể miễn cưỡng hoạt động được, nhưng cứ ngẩng đầu lên là lại bị thứ gì đó giam cầm, nỗi sợ hãi cũng dâng tràn. Cả người lạnh run, như có đôi mắt rồng đang nhìn chằm chằm vào mình, không dám ngẩng đầu lên. Đây, đúng là không thể tin được. Sắc mặt Triệu Thần tái nhợt, trán không ngừng vã mồ hôi, cảm thấy áp lực như núi. Mặt Phương Thiếu Vũ cũng khẽ biến, suy ngẫm nói, không đúng, uy áp của Long Tượng không thể mạnh đến thế được. Thực lực của chúng ta không chênh lệch quá nhiều so với Nam Cung Hạ. Chắc chắn không đến mức chẳng thể tới gần như thế. Ánh mắt mọi người đảo qua, đều dừng lại trên người Lâm Nhất. Chỉ có một khả năng duy nhất, đó là sự tồn tại của Lâm Nhất khiến Long Uy trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Người đến đây càng mạnh thì Long Uy cũng sẽ mạnh hơn, chẳng còn lý do gì để giải thích được tình huống quái lạ này. Lâm Nhất, bọn ta tạm thời lùi lại trước. Ba người suy nghĩ một lát rồi đưa ra quyết định. Cũng được. Lâm Nhất gật đầu, cứ cố xông lên thế này, rất có thể bọn họ đều sẽ bị thương. Cẩn thận một chút nhé. Bọn họ vội vàng lùi lại phía sau, chờ cách xa đâu đó một cây số thì áp lực đó mới giảm đi ít nhiều. Soạt. Bên dưới Long Tượng, Lâm Nhất nhẹ nhàng nhảy lên, đáp xuống móng vuốt rồng. Đó cũng là nơi mà Nam Cung Hạ tu luyện trước đó, cao khoảng 1/3. Đến đây thì đã cảm nhận được Long uy tăng mạnh. Hắn giơ tay vào giữa hư không, dường như có thể chạm vào một kết giới ngưng tụ thành thật. Thì ra là thế. Lâm Nhất thầm hiểu, có lẽ Long Tượng chia thành 3 tầng không gian khác nhau, mỗi tầng đều có những lá chắn vô hình. Nam Cung Hạ không đủ mạnh nên bị giam lại đây. Bù! Lâm Nhất hít một hơi thật sâu,
chỉ cảm thấy một luồng khí tinh nguyên nồng đậm ập tới giữa đất trời. Chỉ hít một hơi thô mà chân nguyên trong tử phủ đã không ngừng quay cuồng, dường như nó đang chậm rãi tăng lên. Hít thở thôi cũng có thể tu luyện được. Ánh mắt Lâm Nhất hiện lên tia sáng lạ, nơi này đúng là bảo địa, không biết lên đến nơi cao hơn thì còn thế nào nữa. Ba người Phương Thiếu Vũ nhìn mà lòng thầm kinh hãi, bọn họ đến gần thôi cũng khó khăn. Mà Lâm Nhất chẳng cần tốn bao nhiêu sức đã lên đến 1/3 độ cao, trông cái dáng vẻ nhẹ nhàng thoải mái đó, chẳng biết có dùng tới 1/10 sức mạnh chưa. Chênh lệch này thật sự quá lớn. Kiếm. Lâm Nhất khẽ niệm, gọi ra kiếm ý thông linh, trên người là thanh tiêu kiếm quang nở rộ. Cơ thể anh như một mũi tên bắn thẳng lên trời, phá vỡ rào chắn vô hình trong nháy mắt, giữa không trung như có tiếng kim thạch vỡ vụn vang vọng. Kiếm uy thương long bất diệt. Nhưng nó vẫn chưa thể thỏa mãn được Lâm Nhất, hắn lại bỏ thêm uy lực của thương long bất diệt vào người, quanh thân là tiếng sét và gió gào thét, liên tục phá vỡ hai lá chắn. Soạt, quần áo trên người bay bay, Lâm Nhất nhẹ nhàng bay lên, đạt tới đỉnh cột đá. Độ cao gần 100 mét trên đầu hắn có vẻ là đầu của long tượng, hắn đưa lưng về phía đầu rồng, trong lòng nảy sinh ý định muốn thử. Dù là ai khi lên đến vị trí này rồi cũng sẽ muốn bước lên đầu nó thử một lần. Thôi bỏ đi. Ánh mắt Lâm Nhất chợt lóe, tạm thời chưa đến lúc phải mạo hiểm như thế, long tượng bảo vệ thành trì này có thể ngăn cản ma khí trong bóng đêm. Tất nhiên, nó có một bí mật rất lớn, trong đó ắt hẳn sẽ tồn tại những cấm kỵ thần bí khó lường, Lâm Nhất không dám tùy tiện thử. Quan trọng nhất là Lâm Nhất không biết bước lên đầu nó sẽ có được lợi ích gì. Thêm một chuyện chi bằng biết đi một chuyện, chắc đây chính là nơi có lượng khí tinh nguyên nồng đậm nhất cả tòa thành này, nhiều hơn mặt đất gấp 9, 10 lần, thôi thì ở đây bế quan vậy. Lâm Nhất lấy ra lượng đan tinh nguyên khổng lồ chồng chất lên đỉnh cột đá, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Xôn xao, vận dụng thanh tiêu kiếm quyết, chân nguyên hùng hậu như dung nham tuôn trào, lay động mãnh liệt trong sự càn quét của gió. Ầm ầm. Đỉnh long tượng lập tức xuất hiện gió giật sấm rền, không ngừng lan ra bốn phía, mà khí tinh nguyên giữa đất trời cũng lao vụt tới như đang bị con thú khổng lồ cắn nuốt. Từ xa nhìn lại, trông giống như một dải đầy sao, không thể đếm xuể đang ập tới thần thụ thanh tiêu. Đám người Phương Thiếu Vũ thấy Lâm Nhất lên đến đầu rồng thì cũng nhẹ nhàng thở phào, nhưng trông thấy dị tượng kia thì lại cười khổ sau sự kinh ngạc. Lâm Nhất này thật sự quá đáng sợ. Nếu là người khác tu luyện điên cuồng như thế thì chắc là chưa tới một tiếng đã nổ tan xác mà chết. Nhưng hắn có kiếm ý chấn áp, lại sở hữu chiến thể thương long, điên cuồng luyện hóa mà chẳng cần phải kiêng dè. Những chuyện không thể tin nổi đó xảy ra trên người Lâm Nhất, nhìn đi nhìn lại thì thấy nó như một lẽ đương nhiên, hắn vốn nên có được những thứ đó. Chắc là đột phá rồi. Trên đỉnh cột đá, Lâm Nhất thầm nói trong lòng. Hắn không nói là kiếm thanh tiêu đột phá, mà là tử diên kiếm quyết. Lai lịch của tử diên kiếm quyết khiến hắn khá là bất ngờ, ban đầu hắn cảm thấy thanh tiêu kiếm quyết có thể cắn nuốt được tử diên kiếm quyết, từ nay về sau hắn chỉ tu luyện thanh tiêu kiếm quyết mà thôi. Thế nhưng bây giờ hắn đã thấy mình sai, tử diên kiếm quyết chẳng những không biến mất mà còn tồn tại ở đó bằng cách kỳ diệu nào đó. Điều khiến con người ta bất ngờ nhất là thanh tiêu kiếm quyết một đường thăng cấp lên tầng 8. Tử diên kiếm quyết lại dừng ở tầng thứ 12 đỉnh phong. Nên biết rằng toàn bộ thanh tiêu kiếm quyết chỉ có 10 tầng mà thôi, tử diên kiếm quyết lại có tận 16 tầng. Từ đó có thể đoán, dù tử diên kiếm quyết chỉ là bản không hoàn chỉnh thì phẩm chất của nó cũng cao hơn thanh tiêu kiếm quyết rất nhiều. Võ học tạo hóa cũng chia ra bình thường và cao cấp, võ học tạo hóa cao cấp thì lại chia thành cấp bá giả, cấp vương giả và cấp đế giả. Tử diên kiếm quyết không được đầy đủ này ít nhất có thể sánh ngang võ học tạo hóa cấp bá giả, nếu cộng thêm thanh tiêu kiếm quyết, cả hai bổ sung cho nhau thì thậm chí còn mạnh hơn võ học tạo hóa cấp bá giả một chút. Đó là chuyện cực kỳ đáng sợ. Theo như Lâm Nhất và Nguyệt Phi Vi từng nói với nhau, thì ở các đại thế, võ học tạo hóa cao cấp thế này cũng rất ít ỏi, ngoài các tông môn cực mạnh thì bình thường nó là sự tồn tại chỉ có thể nghe mà không thể thấy. Chưa tới một cảnh giới nhất định thì không thể tu luyện được, chẳng hạn như võ học tạo hóa cấp bá giả, chưa bước vào thiên phách thì không thể luyện được. Thậm chí cả người đã đạt tới cảnh giới thiên phách tầng thứ nhất rồi mới có thể bắt đầu cẩn thận tu luyện, cứ tùy tiện thích thì tu luyện thì có khi lại giống con nít chơi dao, tự làm mình bị thương.
vậy mà trước mắt Lâm Nhất, lại xuất hiện một con đường mà trước nay chưa từng có. Hắn chưa lên tới thiên phách, lại tu luyện cả hai kiếm quyết mạnh, đạt tới võ học tạo hóa thậm chí còn vượt qua cả cấp bá giả. Đó là một cảnh giới rất khủng bố, so với bán bộ thiên phách, kiếm ý thông linh mà hắn nắm giữ còn đáng sợ hơn. Mặt khác, có lẽ vì Lâm Nhất vẫn chưa bước vào thiên phách đã nắm giữ kiếm ý thông linh, nên mới có thể tạo ra tình huống nghịch thiên như vậy. Dù là thế nào, thì 11 vạn gian tinh nguyên trong tay cũng đủ để thanh tiêu kiếm quyết của hắn thăng lên tầng 9, có thể còn khiến tử diên kiếm quyết thăng lên tầng 13. Cả hai kiếm quyết mạnh mẽ cùng thăng cấp, liệu có dị tượng gì xuất hiện hay không, Lâm Nhất cũng khá tò mò. Ngoài cắn nuốt đan tinh nguyên, Lâm Nhất trên đỉnh cột đá chỉ cần hít thở là có thể luyện hóa ra được lượng khí tinh nguyên dồi dào. Tốc độ tu luyện cực nhanh, có thể nói là điên cuồng thăng tiến, không thể tưởng tượng nổi. Thời gian trôi qua, kiếm quang màu xanh trên người Lâm Nhất ngày càng đậm, dòng chảy sấm sét trong người hắn như chân nguyên đang được ngọn lửa đốt không ngừng sôi trào. Lâm Nhất có thể mơ hồ cảm nhận được, chẳng mấy chốc, thanh tiêu kiếm quyết có thể thăng lên tầng thứ 9. Bình cảnh thứ 12 của tử diên kiếm quyết cũng đã nới lỏng ra rất nhiều, có thể hai kiếm quyết sẽ cùng nhau đột phá. Trong nháy mắt, 10 ngày đã trôi qua. Thời gian 10 ngày, tu vi của ba người Phương Thiếu Vũ cũng không hề tuột lại phía sau. Bọn họ không sốt ruột bước lên thiên phách, mà tất cả đều tôi luyện lại bán bộ thiên phách một lượt, dùng khí tinh nguyên đẩy bán bộ thiên phách lên đến cực hạn. Ban ngày ra khỏi thành để trải nghiệm, yêu thú ở con đường thông thiên này là vô cùng khủng bố, cảnh giới bình thường có thể nói là rất khó để đối phó được. Nếu gặp phải yêu thú tinh anh thì lại càng nguy hiểm, cũng may có ngựa huyết long đi cùng, dù gặp phải cũng có thể đánh một trận. Thu hoạch thì lại càng không phải bàn, yêu thú nơi này trời sinh có thể luyện hóa thành khí tinh nguyên. Một yêu đan bình thường thôi cũng có thể sánh ngang với trăm viên đan tinh nguyên, còn ẩn chứa lực huyết mạch cổ xưa. Lực huyết mạch với nhóm Phương Thiên Vũ là vô dụng, nhưng với ngựa huyết long mà nói, thì là thuốc bổ trời sinh. Lực huyết mạch của bản thân nó có thể dùng những thứ này để không ngừng thức tỉnh, có thể không ngừng truy nguyên phản tổ, không ngừng tinh lọc long huyết của bản thân mình. Không biết khi nào Lâm Nhất mới xuất quan, đã nhiều ngày trôi qua rồi, chúng ta đã có được khá nhiều tình báo rồi. Ba người Phương Thiếu Vũ tụ tập lại một chỗ, thoải mái tán gẫu. Ngoài tu luyện, nhiệm vụ quan trọng nhất của ba người chính là thu thập tin tức, mấy ngày qua họ đã có được rất nhiều tin tức hữu dụng. Đứng mũi chịu sào, tất nhiên là có tin tức liên quan đến hỏa vân giới, mà hỏa vân giới này cũng rất ghê gớm, dù ở thành lôi hỏa cao thủ như mây thì họ cũng có được địa vị riêng, không phải là loại đầu đường xó chợ gì. Trong đó người dẫn đầu hỏa vân giới có tên là Phong Huyền. Thực lực của người đó cực kỳ đáng sợ, đã đạt tới thiên phách cực hạn. Có được tư cách vượt kiếp thiên phách. Kiếp thiên phách không phải là ai muốn vượt là vượt, nhất định phải có được sức mạnh vô cùng khủng bố, để đất trời cảm nhận được sự tồn tại của mình thì mới có kiếp số đánh xuống. Muốn độ kiếp thành công cũng không phải là chuyện dễ dàng, nhưng chỉ cần độ kiếp thành công thì sẽ vô cùng khủng bố, khí hải thiên phách vững như bí cảnh, có thể nói là có thêm một tử phủ. Ngoại trừ Phong Huyền, Hỏa Vân giới vẫn còn ba người có thực lực mạnh hơn Nam Cung Hạ rất nhiều. Tất cả đều đã tu luyện hỏa vân phần thiên thủ lên đến cảnh giới cao siêu. Tin tức Lâm Nhất giết hại cứ điểm hỏa vân giới đã rơi vào tai thành lôi hỏa từ lâu, người tài trong hỏa vân giới đều tức giận không thôi. Ba người Phương Thiếu Vũ nhận được tin tức, rất có thể Phong Huyền sẽ đích thân đánh tới đây, tính cho ra lẽ. Dù sao tin tức ở con đường thông thiên cũng được lan truyền rất nhanh, chỉ cần xảy ra chút chuyện thôi thì mặt mũi cũng sẽ mất hết. Người có tên, cây có bóng. Nếu như danh tiếng bị hủy hoại ở con đường thông thiên, thì rất khó để lăn lộn, sẽ có người nhanh chóng đến đây gây chuyện. 10 ngày nay, nơi mà Lâm Nhất đang chiếm giữ, vì không thu phí vào thành và cũng không bóc lột đan tinh nguyên của người khác nên cũng dần trở nên náo nhiệt. Trong vô hình, họ đều tò mò với người bí ẩn đang tu luyện trên long tượng. Sau khi biết được chuyện Lâm Nhất chém giết đám người Nam Cung Hạ của Hỏa Vân giới, thì danh tiếng công tử táng hoa của Huyền Hoàng giới cũng dần được lan truyền. Khi ba người Phương Thiếu Vũ đang tùy ý nói chuyện phiếm, thì long tượng trong thành bỗng nhiên bộc phá ra thứ ánh sáng màu xanh chói mắt, hơi thở kiếm uy đầy khủng bố bao trùm lấy cả tòa thành. Đây là... Sắc mặt ba người chợt đổi, vội vàng xoay người đi vào trong hiên nhà. Đảo mắt nhìn lại,
trên đỉnh long tượng có một gốc cây cao đến hơn 10 trượng màu xanh. Thân cây trụi lủi không một phiến lá, chỉ có màu xanh như bảo ngọc trong trước, sáng rỡ như trăng, mỗi một cành cây đều như lưỡi kiếm sắc nhọn cắm trên thân, mang theo sự sắc bén đầy dữ tợn và ghê gớm. Công pháp của Lâm huynh đột phá. Ba người Phương Thiếu Vũ mừng rỡ không thôi, bọn họ đều cảm nhận được sự bất phàm của công pháp này, có lẽ đó là võ học tạo hóa vô cùng cao siêu. Ầm ầm, tiếng cảm thán còn chưa kịp dừng lại, thì luồng kiếm quang màu tím khổng lồ đã bùng lên, rất nhiều nụ hoa nở rộ ngập trời. Những đóa hoa tuyệt mỹ màu tím treo trên thân cây trụi lũi như bầu trời đêm có ánh sáng điểm xuyến. Nửa vòng trời đều trở nên rực rỡ chói mắt bởi ánh sáng từ dị tượng. Ba người Phương Thiếu Vũ há hốc miệng, hoàn toàn không thể nói nên lời. Dị tượng này thật sự quá kinh người, đã vượt xa nhận thức của tất cả mọi người, thật sự không thể tìm ra được ngôn ngữ để miêu tả. Trên cây thanh tiêu, hoa tử diên nở. Thanh tiêu tại thụ, tử diên hoa khai. Hai đại kiếm quyết thăng cấp cùng lúc, sau khi dung hợp đã sinh ra dị tượng khiến Lâm Nhất có hơi hoảng hốt. Dùng hai chữ dung hợp để hình dung thật ra không quá chính xác. Nói đúng hơn là thanh tiêu kiếm quyết đã bổ khuyết cho tử diên kiếm quyết, nó hệt như những khối ngọc thô chưa mài rũa được khảm vào tử diên kiếm quyết. Thần thụ thanh ngọc hệt như bảo quang lưu ly treo đầy những cánh hoa màu tím sáng chói mắt, cẩn thận đếm tổng cộng có 117 cánh hoa. Những cánh hoa tím phát ra hào quang quá mức chói lọi, khiến cho hào quang của ngọc thụ thanh tiêu cũng bị che lấp, từ xa nhìn lại mang đến cho người ta cảm giác dường như mỗi cánh hoa đều được điểm xuyết bằng một ngôi sao. Nếu như nói mỗi một cành, một nhánh của thần thụ thanh tiêu đều là một thanh lợi kiếm tuyệt thế, thì cánh hoa chính là kiếm khí vờn quanh đó. Khẽ động một thoáng, sao rơi đầy trời, lá rụng tán loạn. B-O-A-N-G. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên có tiếng phượng hót vang lên, hào quang tử thanh chiếu rọi vòng trời, một cái bóng băng phượng khổng lồ lượn mấy vòng quanh thần thụ thanh tiêu, cuối cùng hóa thành một ngọn lửa hừng hực. Như ngàn vạn hạt mưa rơi xuống gốc cây. Đó chính là tử diên băng tước chỉ có thể dùng kiếm trận của tử diên kiếm quyết mới có thể triệu hoán được. Hiện tại, sau khi thăng cấp lên tầng 13, nó lại dùng hình thái ngọn lửa một lần nữa tách ra. Được nó gột rửa, cả gốc thần thụ ầm ầm tăng trưởng. Vậy mà chỉ trong chốc lát, gốc cây vốn chỉ tầm hơn 10 trượng giờ đã tiếp cận đến độ cao gần 100 trượng, quả thực khủng bố. Tử diên kiếm quyết, thật sự sâu không lường được. Ánh mắt Lâm Nhất lóe sáng, như đến những lời trong kiếm quyết, nếu tu luyện đến cảnh giới cao có thể cô đọng ra tử diên thánh hỏa. Cuối cùng, khi đến đỉnh phong viên mãn, có thể dùng thánh hỏa thiêu đốt hộp đựng kiếm, đạt được truyền thừa chính thức của tử diên kiếm thánh. Thật sự không lừa ta. Đó là gì? Công tử táng hoa, Lâm Nhất, xuất quan ư. Đó chính là dị tượng từ công pháp của hắn, ôi trời ơi! Rốt cuộc công pháp đó có phẩm cấp gì? Võ giả từ các giới vực khác đang tu luyện trong thành bị dị tượng trước mắt làm chấn động không thôi. Mỗi người đều cảm nhận được một luồng uy áp vô cùng đáng sợ. Dường như kiếm ý lại càng thêm tiến bộ, Lâm Nhất thì thào nói, trái lại, hắn cũng không quá bất ngờ. Kiếm ý tăng lên vốn bởi kiếm quyết, kiếm pháp và cảm ngộ của bản thân, còn có một phần nhờ vào sự phụ trợ của bảo vật cùng linh dược. Hai đại kiếm quyết thăng cấp cùng lúc, hơn nữa đều là võ học tạo hóa thượng phẩm, thậm chí tử diên kiếm quyết còn khủng bố hơn so với võ học tạo hóa cấp bá chủ, kiếm ý thông linh của hắn có không muốn thăng cấp cũng khó. Thoáng chốc, nó đã đạt đến đại thành đỉnh phong, gần như tiếp cận viên mãn. Có lẽ ta nên thử một phen. Mắt Lâm Nhất lóe sáng, ngước nhìn vòi rồng cao 100 mét trước mặt, như có điều suy nghĩ. Trước kia, hắn còn có thể cảm nhận được kết giới vô hình tồn tại. Long uy đang áp chế hắn, nhưng giờ kiếm ý tăng vọt, còn có thần thụ thanh tiêu cao 100 trượng sau lưng phụ trợ, khiến hắn cảm giác trở ngại phía trước chỉ như một ô cửa sổ, có thể nhẹ nhàng đâm thùng. Kiếm ý tăng lên, cuối cùng vẫn phải có thời gian tôi luyện sinh tử. Kiếm ý của ta đã đạt đến thông linh đại thành đỉnh phong, muốn dựa vào kiếm quyết để đột phá như trước quả thật rất khó. Lâm Nhất suy nghĩ nhanh chóng. Hắn có thể nắm giữ được kiếm ý thông linh ở huyền hoàng giới thật ra không hẳn là toàn bộ dựa vào tử diên kiếm quyết. Quan trọng nhất là cảm ngộ của bản thân cùng với sự dẫn dắt của kiếm quang bất diện ở sườn núi Lạc Long, suy cho cùng vẫn phải dựa vào chính mình. Liều mạng vậy. Một lòng hướng kiếm, quyết tiến không lùi.
Trong tình huống tất cả mọi người đều không ngờ đến, Lâm Nhất phóng ra một bước, thân như lưỡi dao sắc bén chọc thủng bình chướng vô hình kia, hướng về phía đầu rồng rơi xuống. Răng rác. Phút chốc, trong hư không vang lên tiếng ngọc thạch vỡ vụn, âm thanh lanh lảnh lan đến mọi ngóc ngách trong thành. Không hay rồi. Sắc mặt Phương Thiếu Vũ thoáng thay đổi, cuối cùng Lâm Nhất vẫn đi đến một bước này, dẫm lên đầu rồng, nơi được xưng là cấm kỵ. Soạt. Khoảnh khắc Lâm Nhất đạp lên đầu rồng, hắn như bước vào một khoảng không gian khác, thần thụ thanh tiêu sau lưng đột nhiên biến mất. Cùng lúc đó, võ giả trong thành vô cùng hoảng sợ khi giữa đêm tối, kết giới bao phủ toàn bộ tòa thành bỗng biến mất. Ngay lập tức, bóng tối phủ đầy từng kẽ hở trong thành. Ngẩng đầu nhìn lại, ma vân trên trời không bị khống chế nên đã lắng đọng xuống. Tích tắc, tòa thành vốn được long tượng che chở khỏi bóng tối giờ chẳng khác gì vùng hoang vu. Răng rác. Trong bóng đêm vô biên, có vô số tia chớp đen kịt, những tia chớp kia còn tăm tối hơn cả màn đêm, ma khí khiến lòng người hãi hùng khiếp vía vần quanh, xuyên thủng hư không, hướng về phía Lâm Nhất trên long tượng mà đánh úp đến. Vô chi. Sắc mặt Phương Thiếu Vũ nghiêm trọng, bởi Lâm Nhất hoàn toàn không biết một khi đạp lên đầu rồng, hắn phải một mình đối mặt với ma khí đầy trời xâm nhập. Mà cái đầu rồng kia hệt như một cái lồng, khóa chặt kiếm ý cùng hào quang của Lâm Nhất, nếu hắn bị tia chớp bổ chúng thì chắc hẳn sẽ bị chọc thành cái sàng mất. Ngay khi mọi người cho rằng Lâm Nhất ắt phải chết dưới sự công kích của tia chớp đen thì trong tòa thành tăm tối lại một lần nữa bùng lên hào quang sáng chói. Kiếm ý của Lâm Nhất phá tan cái lồng kia, hào quang từ thần thụ thanh tiêu một lần nữa bộc phát giữa trời đêm. Hắn dùng kiếm ý của bản thân bao phủ khắp tòa thành này, che chắn nó khỏi sự công kích từ ma khí trên bầu trời lắng đọng xuống. Ầm ầm. Trong đêm tối, đối mặt với ma khí đang diễn hóa thành đủ loại tia chớp cùng vô số dị tượng khủng bố, kiếm ý Thương Long bất diệt không ngừng giao tranh cùng nó. Mỗi một lần công kích đều khiến người ta hãi hùng khiếp vía. Cứ như ngay giây tiếp theo, cả tòa thành sẽ bị hủy diệt. Thậm chí có rất nhiều thời điểm, kiếm ý của Lâm Nhất bị công kích không còn sót lại chút gì, thần thụ thanh tiêu mất đi ánh sáng, nhưng ngay sau đó, kiếm quang lại một lần nữa quật cường xuất hiện, ngăn cản tia chớp trong đêm tối đang giáng xuống. Mọi người không nhìn rõ dáng vẻ của Lâm Nhất trên đầu rồng, nhưng có thể tưởng tượng ra, chắc là sắc mặt hắn tái nhợt, đang cắn răng chống trả. Công kích bực này có lẽ không thua thiên kiếp của thiên phách tầng 1 rồi. Ba người Phương Thiếu Vũ thầm khiếp sợ, thế nhưng bọn họ không cách nào hỗ trợ, chỉ có thể cầu nguyện. Võ giả của các giới vực khác trong thành cũng thấp thỏm không yên, lo sợ sẽ liên lụy đến mình. Dị tượng khiến người ta sợ hãi như thế kéo dài liên tục đến khi trời sáng mới dần tiêu tán, đồng thời, khí tức của Lâm Nhất trên đầu rồng cũng trở nên yếu ớt. Vốn dĩ kiếm ý của hắn có thể bao phủ cả tòa thành, nhưng giờ lại không còn sót lại chút gì, cứ như cả đêm qua đã rút hết sinh cơ của hắn. Ba người Phương Thiếu Vũ tỏ vẻ lo lắng, nhưng không dám vọng động, giờ phút này thật sự khó mà xác định trạng thái hiện tại của Lâm Nhất. Sắc trời đã sáng rõ, trên đầu rồng vẫn không có động tĩnh gì, nhưng ngoài thành đã có. Vù vù. Ba bóng người từ xa tiến đến, nhanh chóng rơi xuống tường thành. Bọn họ đều không che giấu khí tức khủng bố toát ra từ trên người mình. Uy áp thiên phách đáng sợ lập tức quét ngang bốn phía, khiến tất cả người trong thành đều bị kinh động. Dưới luồng uy áp kia, không khí dường như sôi trào, mỗi người đều cảm giác vô cùng khó chịu. Là người của Hỏa Vân giới. Cuối cùng đám người này cũng đến, chắc chắn là tìm Lâm Nhất trả thù. Tại rìa thiên lộ, Hỏa Vân giới chịu thiệt lớn như vậy, hiển nhiên bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Có điều không ngờ lại là ba người này đến. Đứng từ xa nhìn thấy cách ăn mặc của bọn họ, võ giả tụ tập trong thành lập tức nhận ra thân phận những người này. Tình báo nói tên nhóc kia đang bế quan trên long tượng. Lá gan thật không nhỏ, nơi đó chính là bảo địa chuyên môn dành cho nhân tài kiệt xuất của Hỏa Vân giới ta. Trong ba người, người cầm đầu ngước nhìn long tượng cao ngất rồi tung người nhảy vọt lên, sát ý toàn thân tuôn trào. Hỏng rồi. Sắc mặt Phương Thiếu Vũ thoáng thay đổi, ba người này chính là cao thủ gần tương đương với Phong Huyền trong Hỏa Vân giới, mỗi người đều mạnh hơn gấp 2 lần so với Nam Cung Hạ, ba người liên thủ thậm chí có thể sánh ngang Phong Huyền. Phong Huyền chưa đến nhưng ba người mạnh nhất dưới tay hắn ta lại xuất hiện, có thể thấy là đã dốc toàn bộ lực lượng. Thực tế, trong ba người này,
thanh niên cầm đầu mặc áo đen tên là Diêm Thiết, nghe nói hắn ta là nhân vật số 2 tại Hỏa Vân giới. Người này đã tu luyện Hỏa Vân phần thiên thủ đến cảnh giới cực kỳ đáng sợ, đạt đến tình trạng đủ khai mở năm ấn, coi như cũng có chút hít danh tiếng trong thành Lôi Hỏa. Vèo! Gần như vừa dứt lời, ba người Hỏa Vân giới đã rơi xuống long tượng cách đó hơn ngàn mét, ngẩng đầu nhìn. Thanh niên áo đen Diêm Thiết nhíu mày, rõ ràng trên long tượng còn lưu lại kiếm ý hùng mạnh, cớ sao không cảm nhận được khí tức người sống. Lão nhị, lão tam, lên xem thử đi. Nếu hắn tẩu hỏa nhập ma mà chết rồi thì mang thi thể về, coi như cũng có cái để khai báo với Phong sư huynh. Không dễ chết vậy đâu, ta đoán có lẽ là phát giác chúng ta tới nên đã trốn đi, thu lại khí tức, nghĩ đánh chúng ta một kích trở tay không kịp. Tên phế vật của huyền hoàng giới đúng là ngây thơ, đối mặt với thực lực tuyệt đối, mấy trò xiếc này chỉ để lừa mình dối người mà thôi. Hai người nhận lệnh từ thanh niên áo đen lộ vẻ khinh thường, tuy nhiên, trong mắt bọn họ vẫn có chút cảnh giác. Hiển nhiên hai người này cũng đã biết rõ cái chết của Nam Cung Hạ, nên không quá mức xem thường Lâm Nhất. Cái bọn họ muốn chính là dùng lời nói công kích Lâm Nhất, khiến đối phương để lộ dấu vết. Loại người này khó đối phó hơn nhiều so với cái tên Nam Cung Hạ coi trời bằng vung kia. Lâm huynh đang bế quan, hai vị đừng nên quấy rối thì tốt hơn. Phương Thiếu Vũ, Triệu Thần cùng Trúc Thanh Sơn từ xa vọt đến như một tia chớp rơi xuống chắn trước mặt hai người. Trong khoảng thời gian này, ba người đã cô đọng bán bộ thiên phách đến cực hạn, thực lực có tiến bộ không ít, nhưng suy cho cùng vẫn không thăng cấp lên thiên phách, cho nên tại Hỏa Vân giới này, khi đối diện với nhân tài kiệt xuất thực lực gần tương đương Phong Huyền, thật sự có hơi không đủ nhìn. Tuy nhiên, bọn họ vẫn vì đạo nghĩa không chùn bước, cắn răng đứng ra. Tình trạng của Lâm Nhất hiện tại hoặc là vĩnh viễn không tỉnh lại, hoặc là sau khi tỉnh lại sẽ thoát thai hoán cốt, thực lực tăng vọt. Bất kể khả năng thứ hai có thấp cỡ nào đi nữa thì ba người cũng bằng lòng tranh thủ chút thời gian cho hắn. Xem ra Lâm Nhất đã thật sự gặp chuyện, lão nhị, lão tam. Trực tiếp xông lên phế tên tiểu tử kia, còn ba vị tiểu bằng hữu này cứ để ta chăm sóc. Ánh mắt như rắn độc của Diêm Thiết quét qua ba người Phương Thiếu Vũ, hắn ta nhanh chóng nhìn ra mánh khóe, lúc này, miệng lập tức nhếch lên, nở một nụ cười vui vẻ và nói. Sắc mặt ba người Phương Thiếu Vũ liền thay đổi, tên Diêm Thiết này quả thật có hơi đáng sợ, chỉ một thoáng mà đã nhìn ra suy nghĩ của ba người họ. Mặc kệ, cứ ngăn bọn họ lại. Ánh mắt Phương Thiếu Vũ rét lạnh, chân nguyên toàn thân lập tức sôi trào, ý định liều chết ngăn cản một phen. Vinh hạnh có bằng hữu từ phương xa tới, Phương huynh cứ an tâm, chớ vội. Nhưng đúng lúc này, một âm thanh trong trẻo từ trên cao truyền xuống, ba người Trúc Thanh Sơn lập tức lộ vẻ mừng rỡ. Lâm Nhất đã tỉnh. Không chết, rất tốt, Phong sư huynh đã căn dặn cố sức bắt sống ngươi mang về, nếu để ngươi chết thì lợi cho ngươi quá rồi. Ba người Diêm Thiết thoáng sững sờ, rồi lập tức nở nụ cười, khoảnh khắc cả ba cùng ngẩng đầu nhìn thì sắc mặt bọn họ lộ vẻ vô cùng kinh ngạc. Trên đầu long tượng có một người đang đứng, áo dài màu xanh, lưng đeo hộp đựng kiếm. Ánh ban mai làm nổi bật từng đường nét thanh tú cùng diện mạo bất phàm, khôi ngô tuấn tú. Không thể nào! Sao trên đầu long tượng lại có người đứng? Tại khoảng không thiên lộ này... Hễ là nơi tụ tập thì dù thành chỉ có đơn sơ cỡ nào cũng có long tượng tồn tại với mục đích che chở mọi người. Long tượng tràn đầy thần bí, bản thân nó lại là bảo địa tuyệt diệu, ai ai cũng biết, đầu long tượng chính là cấm kỵ trong cấm kỵ. Không bàn đến chuyện có tư cách leo lên đó hay không, chỉ cần ai dám dẫm lên thì sẽ gặp suối quẩy, thân tiêu đạo vẫn, ngay cả thần tiên cũng không cứu được. Ba người của Hỏa Vân giới đến sớm hơn các nhân tài kiệt xuất của giới vực khác. Cho nên biết rất rõ cấm kỵ đáng sợ này. Lúc mới đến, có nhiều yêu nghiệt giới vực ngang tàng bướng bỉnh, không tin vào lời căn dặn của tổ tiên, không phục cấm kỵ, thế nhưng không có bất kỳ một ngoại lệ nào cả, tất cả đều chết. Chính mắt bọn họ đã nhìn thấy rất nhiều người chết trên đầu rồng kia, máu thịt be bét, cực kỳ thê thảm. Đừng nói là sống sót, chỉ riêng việc có thể kiên trì nán lại trên đó một lát thôi cũng đã là tồn tại khó lường rồi. Nhưng hiện tại, Lâm Nhất lại đứng trên đầu rồng nhìn xuống, cảnh tượng này hiện rõ trước mặt ba người. Thật khó mà tưởng tượng nổi, không thể nào tin được. Ánh mắt Diêm Thiết lóe sáng, sau một thoáng kinh ngạc, sâu trong mắt hắn ta lộ vẻ hưng phấn, quả thật đã vượt ngoài dự đoán của mọi người. Suy nghĩ của hắn ta nhanh như chớp,
chẳng mấy chốc đã có suy đoán, người này cùng lắm chỉ có tu vi bán bộ thiên phách, với thực lực như thế, đừng nói là đứng trên đầu rồng không chết, e là leo lên đó còn chưa chắc được. Nếu thế, chỉ có một lời giải thích cho việc này, trên người hắn mang theo trọng bảo. Đúng vậy, chắc chắn là có dị bảo. Nghĩ đến đây, Diêm Thiết híp mắt lại, vẻ mặt tràn đầy tham lam. Vốn tưởng chỉ là giết chết một tên phế vật của huyền hoàng giới mà thôi, không ngờ còn có thu hoạch bực này, coi như chuyến đi này không tệ. Phế vật huyền hoàng giới, còn không mau xuống chịu chết. Nếu không xuống thì, ta không dám cam đoan tánh mạng ba vị bằng hữu của ngươi đâu nhé. Diêm Thiết cười dữ tợn, đồng thời, uy áp thiên phách trên người ầm ầm bộc phát. Vù vù, uy áp thiên phách hòa cùng với ý chí hỏa diễm thoáng chốc giống như bọt sóng được tạo nên từ dung nham nóng chảy cuồn cuộn chảy đi, trong không trung vang lên tiếng nổ ầm ầm. Phụt, ba người Phương Thiếu Vũ không kịp đề phòng liền bị chấn động đến ói máu, sau đó khuỵu một chân ngã xuống trên đất. Sắc mặt trắng bệch, cơ thể phải chống đỡ áp lực cực kỳ nặng nề kia, khiến bọn họ hầu như không thể đứng dậy. Sức lực của một người, chỉ dựa vào khí thế mà đã áp đảo được ba người Phương Thiếu Vũ, điều này thực đáng sợ. Tu vi của tên Diễm Thiết này quá là thâm hậu rồi, chẳng trách được gọi là nhân mật số 2 của Hỏa Vân giới. Hắn ta không có đơn giản như vậy đâu, hắn ta và Phong Huyền đều tu luyện công pháp cấp bậc võ học tạo hóa, không chỉ nắm được Hỏa Vân phần thiên thủ đơn giản như vậy đâu. Sức mạnh tích lũy ở cảnh giới bán bộ thiên phách của hắn ta đã vượt xa Nam Cung Hạ, được mệnh danh là thiết thủ đồ phu của Hỏa Vân giới, một khi cứ điểm của Hỏa Vân giới ở những nơi khác gặp phiền phức thì cơ bản đều là do hắn ta ra mặt giải quyết. Hắn ta đến nay mới ra tay hơn 10 lần, nhưng không hề có ngoại lệ, đối thủ của hắn ta lúc trước bất kể nghịch thiên đến đâu thì đến cuối cùng cũng đều phải chết trong tay hắn ta. Tuyệt đối đừng bị vẻ bề ngoài của hắn ta mê hoặc, người này thủ đoạn ác độc, lòng dạ rắn rết, cực kỳ tàn bạo. Những hung danh của Hỏa Vân giới phần lớn đều bị hắn đánh hạ, hắn ta từng một mình đổ sát sạch hơn 100 nhân tài của 10 giới vực. Sắc mặt của những võ giả đứng trên đài quan sát phía xa xa của thạch lầu đều trở nên nghiêm trọng, đáy mắt thoáng vẻ khiếp sợ. Quả nhiên vô dụng, ta còn chưa ra tay mà các ngươi đã chẳng đỡ nổi một đòn. Trong mắt Diêm Thiết lóe lên vẻ khinh thường, hung uy bùng lên khắp người lại càng trở nên điên cuồng hơn. Nhục thân của ba người Phương Thiếu Vũ như thể bị ai đó nhồi nhét vào trong một cái thùng chứa, xương cốt, cơ bắp, máu thịt không ngừng bị chèn ép phát ra những tiếng kêu răng rắc, trên mặt đầy vẻ đau đớn. Trên đầu rồng, sắc mặt Lâm Nhất đã tối sầm lại. Viu! Hắn dang rộng hai tay ra, tốc độ nhanh như chớp đáp xuống trên mặt đất. Trong lúc đáp xuống, hai người đứng bên cạnh Diêm Thiết mỗi người đều bùng lên sát ý. Rất rõ ràng. Bọn họ muốn nhân cơ hội này bất ngờ tấn công Lâm Nhất, nhưng đáng tiếc tốc độ của hắn quá nhanh, bọn họ còn chưa kịp tìm ra sơ hở thì hắn đã đứng ở trước mặt mấy người bọn họ. Ào! Kiếm ý trên người hắn ào ra như nước vỡ đê, ba người Phương Thiếu Vũ lập tức cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều, vội vàng lui về một bên. Không hổ là người có thể một kiếm chém chết Nam Cung Hạ, người vậy mà cũng có chút thủ đoạn, còn mạnh hơn một xíu siêu so với tưởng tượng của ta. Diêm Thiết khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt ngạo mạn, lạnh lùng cười nói. Xong rồi. Nhìn thấy Lâm Nhất từ trên đầu rồng nhảy xuống, trái tim của tất cả mọi người như hẫng một nhịp, gặp phải thiết thủ đồ phu Diễm Thiết, Lâm Nhất bây giờ không hề có chút phần thắng nào. Hắn nên lập tức trốn đi thật xa, đợi sau này khi thực lực tinh tiến hơn rồi lại đến gây sự với Hỏa Vân giới mới đúng. Nhưng mới bị Diêm Thiết kích động vài câu mà đã ngốc nghếch nhảy xuống đây. Thật là quá non nớt, gần như bị đối phương đùa cợt trong lòng bàn tay rồi. Lâm Nhất, hắn ta là nhân vật đứng thứ hai của Hỏa Vân giới, Diêm Thiết, mệnh danh là thiết thủ đồ phu, thực lực chỉ thua mỗi Phong Huyền, Phương Thiếu Vũ vội vàng nói, nhắc nhở Lâm Nhất đừng quá sơ ý. Vẻ mặt Diêm Thiết nghiêm nghị, hờ hững nói, lão nhị lão tam, hai ngươi lui xuống đi, đối phó với người này đối với các ngươi mà nói hơi phiền phức. Để ta chơi đùa một chút. Rất lâu rồi chưa ra tay, ta cũng nên động thủ một chút, nếu không có một số người còn tưởng thiết thủ đồ phu ta chẳng qua chỉ là hữu danh vô thực. Mắt nhìn người của hắn ta không tệ, nhìn thấy Lâm Nhất hóa giải được uy áp thiên phách của mình liền biết, lão nhị lão tam có liên thủ với nhau cũng rất khó để đánh hạ đối thủ trong một thời gian ngắn được. Mà nếu lơ là một chút, còn rất có thể lật thuyền trong mương nữa.
như vậy thì uy danh của Hỏa Vân giới có lẽ khó mà bảo toàn được, chẳng bằng để hắn ta đích thân ra tay còn hơn. Vừa đúng lúc để cho đám võ giả quê mùa của giới vực này được mở mang tầm mắt, cái gì mới được gọi là nền tảng của Hỏa Vân giới. He he, thế thì lão đại ra tay phải nhẹ nhàng chút nhé, đừng có chơi chết thằng nhóc này, hắn chết rồi thì chúng ta khó mà giải thích được với Phong sư huynh đó. Hai người cười gian xảo, sau đó đồng thời lui về phía sau. Đáy mắt Lâm Nhất thoáng lóe lên tia sáng, trong lòng hắn thầm cười lạnh, một đám hề nhảy nhót như con khỉ, chết đến nơi rồi mà còn không biết. Phần thiên thủ của Hỏa Vân giới, từ trước đến nay vẫn luôn có hung danh, Diêm Mỗ bất tài mới luyện được đến cảnh giới tầng thứ 5. Nếu như lấy đó đánh bại ngươi, có lẽ ngươi cũng sẽ thấy tâm phục khẩu phục. Ánh mắt Diêm Thiết lạnh lùng ngạo mạn, giữa đầu mày ẩn chứa đầy phong mang, lạnh giọng nói, ta không khi dễ ngươi, ngươi có thể chặn được ba chiêu của ta thì ta sẽ tha chết cho ngươi. Lời hắn ta nói ra còn chưa dứt thì trong đáy mắt đã ngập vẻ lạnh lùng, âm hiểm xảo quyệt. Lập tức năm ngón tay siết chặt, có vô số chân nguyên hỏa diễm được rót vào bên trong quyền mang, đánh thẳng về phía trước ngực Lâm Nhất. Soạt! Nhanh quá, quyền này chẳng khác gì một tia sét bọc lửa, võ giả khắp bốn phía đều không kiềm được mà bật thốt lên kinh hãi. Ai cũng đều không ngờ được, vốn dĩ Diễm Thiết có năng lực mạnh hơn hẳn lại đột nhiên hành động gây khó dễ. Nhất là, hắn ta lại còn dùng lời lẽ để đánh lạc hướng Lâm Nhất, tâm cơ thật là thâm sâu. Lâm Nhất thực sự xong đời rồi. Bọn họ đều biết rõ, Diễm Thiết này tuyệt đối không phải loại chỉ có hư danh, chuyện hắn ta từng giết sạch hơn trăm người này tuyệt đối không phải giả. Một quyền đừng nói là có thể đánh chết Lâm Nhất, cho dù là nhân tài thiên phách khác của những giới vực khác thì cũng từng có người đã bị hắn ta đánh thành bánh thịt. Nhanh quá! Mặt của ba người Phương Thiếu Vũ đều biến sắc, muốn chạy ra ngăn chặn nhưng lại phát hiện bọn họ hầu như không thể đuổi kịp tốc độ của đối phương. Rầm! Đúng vào lúc này một tiếng nổ rung trời vang lên trong những tiếng hô ngạc nhiên. Chân nguyên hỏa diễm rào rạt được Diễm Thiết ngưng tụ mà thành, giống như một cú đấm sấm sét hung hăng nện thẳng về phía trước ngực Lâm Nhất. Chỉ là, cảnh tượng sau đó lại khiến cho tất cả mọi người sợ đến ngây ra như phỗng. Một quyền kinh hãi vô cùng này, đừng nói không thể đánh nát bấy Lâm Nhất, mà thậm chí hai bàn chân hắn còn chưa hề xê dịch đi chút nào. Không thể nào. Trong một chốc, tất cả mọi người đều nhìn đến mắt tròn mắt dẹt. Hai thanh niên áo đen khác của Hỏa Vân giới cảm thấy mắt mình như bị hoa, bọn họ là người hiểu rõ nhất sức mạnh của lão đại Diễm Thiết khủng bố cỡ nào. Cho dù là một ngọn núi thì dưới quyền mang của Diễm Thiết cũng phải bị đánh đến rung chuyển. Nhưng Lâm Nhất lại chẳng hề động đậy, hắn giống như một lưỡi kiếm trường tồn vĩnh cửu, trên thân toát ra ý chí không bao giờ mục nát. Rốt cuộc làm thế nào mà được vậy? Đáng ghét! Sắc mặt Diễm Thiết xa sầm, đáy mắt hắn ta lộ ra vẻ ngạc nhiên thẳng thốt, cực kỳ giật mình. Đòn tấn công này của hắn ta cho dù không dùng đến võ kỹ, nhưng cũng đã đủ đến ba phần thực lực, cho dù không giết được Lâm Nhất thì cũng tuyệt đối có thể làm đối phương bị thương. Nhưng mà bây giờ, đối phương không những không mảy may bị thương, mà ngược lại cánh tay của hắn ta còn thấy hơi tê dại. Ta còn chưa có phát lực đâu, còn hai quyền nữa. Cơ thể Diễm Thiết biến hóa, một quyền này hắn ta không nện về phía ngực Lâm Nhất nữa, hắn ta hoài nghi là do trước ngực đối phương có bảo bối hộ thân bí mật gì đó. Hắn ta đổi quyền thành trưởng, năm ngón tay mở ra dứt khoát đẩy về phía bên vai trái của Lâm Nhất. Chân nguyên rót thẳng vào bàn tay, làm nó đỏ rực như sắt nung, đốt cháy xuyên qua cả không khí. Rầm! Nhanh như chớp ấn chặt lên trên vai của Lâm Nhất, chỉ là ánh mắt của tất cả mọi người vẫn ngập đầy nỗi bàng hoàng. Lâm Nhất thân đeo kiếm hạp, vạt áo sam xanh vẫn không hề chuyển động. Cái này, rốt cuộc là cái quỷ gì vậy? Diễm Thiết nhìn đến phát ngốc cả người, trên con đường thông thiên hắn ta từng gặp qua các thể loại yêu nghiệt. Nhưng trước giờ chưa từng gặp một nhân tài cảnh giới bán bộ thiên phách nào khủng bố như thế này. Dưới một quyền một trưởng của hắn ta mà không những chẳng hề động đậy, thậm chí đến bị thương nhẹ cũng chẳng có. Cái này, quả thực là hơi vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn ta. Loại giới vực rác rưởi như huyền hoàng giới, chỉ có thể miễn cưỡng được gọi là giới vực cấp trung, so với hỏa vân giới mà nói thì còn kém đến 10 vạn 8.000 dặm. Trừ phi... hắn chính là yêu nghiệt của giới vực cấp cao. Không, không thể nào.
chỉ thoáng nghĩ đến mà Diễm Thiết đã gạt bỏ ngay suy nghĩ này, tùy tiện một người nào đó của giới vực cấp cao đã có thể bóp chết cả hỏa vân giới. Hắn nếu như thực sự là người của giới vực cấp cao thì hầu như không cần phải nằm ở chỗ này, cả lôi hỏa vực đều sẽ phải thần phục trước hắn. Lúc này, hai người khác của hỏa vân giới đều đã đần thộn ra. Mặt đã hoàn toàn biến sắc, nếu như nói một quyền của Diễm Thiết còn có chút qua loa. Nhưng quyền thứ hai này, đại ca chắc chắn sẽ không qua quyết nữa, nhưng kết quả lại vẫn không khác gì quyền thứ nhất. Chỉ có thể nói rằng, thực lực của đối phương quả thực là vô cùng đáng sợ, ít nhất nhục thân đã vượt xa bọn họ. Nghĩ đến đây, tất cả những võ giả đang âm thầm quan sát, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh hoàng. Một chiêu cuối cùng, giọng nói của Diễm Thiết lại truyền đến lần nữa, đáy mắt hắn ta xẹt qua hàn ý cực kỳ u ám, giống như một con rắn độc đang ẩn mình trong bóng đêm khiến người ta rợn tóc gáy. Rầm, rầm, rầm. Nhưng lại chỉ thấy cơ thể hắn ta đột nhiên bùng lên, dốc sạch sức mạnh, thúc đẩy chân nguyên đến mức giới hạn. Chỉ trong một tích tắc, nện ra mấy chục quyền, mỗi một quyền đều nhằm thẳng vào chỗ hiểm, mỗi một quyền nện ra đều gây ra những tiếng nổ ầm ầm vang vọng khắp trên bầu trời. Rắc, rắc, rắc. Cùng lúc đó, dư âm hỏa diễm khủng bố quét đến, những thạch lầu trong phạm vi mấy nghìn mét xung quanh đều bị đánh sập. Rất nhiều võ giả không kịp tránh đi đều bị dư âm bất ngờ này đánh cho ói máu, trông cực kỳ chật vật. Đến ngay cả hai người còn lại của hỏa vân giới cũng có chút bất ngờ không kịp đề phòng mà bị đánh văng ra ngoài mấy trăm mét. Trên mặt tất cả mọi người đều là vẻ kinh hoàng, Diễm Thiết này thực là quá âm hiểm độc ác. Hiểm độc quá. Ngoài miệng thì Diễm Thiết nói là một đòn cuối cùng, nhưng lại dốc sạch toàn lực, trong một thoáng đánh ra liền mấy chục quyền. Ngực. Xương đầu mày, cổ họng, đan điền, không có chỗ nào mà không phải là chỗ hiểm. Chân nguyên hỏa diễm khủng bố càng giống như mặt biển xanh dậy sóng, chỉ riêng dư âm thôi đã khiến trong phạm vi vài nghìn mét xung quanh ngoại trừ bức tượng rồng đá vẫn đứng yên vững vàng ra thì tất cả những công trình kiến trúc khác đều đã bị san bằng. Những võ giả không kịp tránh đi đã bị chấn động ói máu bay cả ra ngoài, đến hai người còn lại của hỏa vân giới cũng không may mắn tránh thoát được. Uỳnh ầm ầm. Giữa bầu trời, dị tượng hỏa diễm tràn ra như sấm rền rung chuyển bên tai, khiến cho ai nấy tim đập thình thịch. Thật là đáng sợ quá, đây nào phải chỉ một đòn, bất luận là ai đối mặt với đợt tấn công như vũ bão này thì cũng đều khó mà tránh được kết cục bị đánh thành thịt vụn. Mặt tất cả mọi người hoàn toàn biến sắc, ba người Phương Thiếu Vũ lại càng thoát cái trắng bệch. Lâm Nhất tối hôm qua vừa mới trải qua một trận đại kiếp. Loại dị tượng kinh thiên động địa kia chẳng khác gì thiên phách kiếp, nhục thân chỉ e là đã chịu không ít tổn thương. Bây giờ những chỗ hiểm lại liên tục bị người ta đánh trúng, đối tượng còn là thiết thủ đồ phu của hỏa vân giới. Lâm Nhất dù có mạnh hơn nữa, chỉ e cũng không thể chịu đựng được. Vô sỉ! Vẻ mặt mấy người đầy tức giận. Người của hỏa vân giới này quả thực là quá đê hèn. Vô sỉ thì đã làm sao? Con đường thông thiên này. Thắng làm vua thua làm giặc, vô sỉ có tính là gì? Từ giây phút khi hắn nhảy khỏi đầu rồng thì đã xác định là một người chết rồi, rất nhanh thôi sẽ đến lượt các ngươi. Thanh niên áo đen mà Diễm Thiết gọi là lão nhị lão tam, tiện tay lau đi vết máu trên khóe miệng, lạnh lùng cười nói. Nhưng khi đám bụi mù mịt tan đi, ánh lửa tắt lịm, tất cả mọi người đều ngây ra như phỗng. Lâm Nhất thân đeo kiếm hạp, tóc dài bay bay. Vạt áo sam xanh phấp phới. Đừng nói là bị đánh thành thịt vụn, mà đến cả góc áo cũng chẳng bị sứt mẻ gì, trong đáy mắt hắn chứa đầy sự bình tĩnh cùng lạnh nhạt. Còn có một chút ý châm chọc. Đây chính là nền tảng của hỏa vân giới. Không, không, không thể nào. Diễm Thiết giống như nhìn thấy ma, bị dọa cho sợ hãi lui về phía sau mấy bước, trong mắt hắn ta ngập vẻ kinh hoàng, người không thể không có sơ hở. Ta ít nhất đã tìm được ba chỗ sơ hở trên người ngươi. Ngươi thế nào mà có thể không hề hấn gì? Hắn ta đã triệt để phát ngố, hắn ta luôn khá là tự tin với thực lực của chính mình, nhưng bây giờ Lâm Nhất lại hoàn toàn đánh sập tam quan của hắn ta. Không chỉ là Diễm Thiết, những người khác cũng đồng thời khiếp hãi. Sơ hở. Lâm Nhất lạnh lùng nói, ngươi hầu như không biết, bản thân mình đang đối diện với ai. Ta đã từng trải qua chuyện gì ngươi hoàn toàn không biết. Cái gọi là sơ hở, ngươi tìm được thì đã làm sao, kiến hôi còn có thể bóp chết voi hay sao?
gã này rốt cuộc đã trải qua những gì. Bỗng nhiên, Diễm Thiết bàng hoàng nghĩ đến gì đó, gã này đứng trên đầu rồng mà không chết. Có khả năng nào không phải vì bảo bối, mà là bởi vì thực lực của bản thân hắn không? Nghĩ đến đây, Diễm Thiết biến sắc, sắc mặt hắn thoát cái trắng bệch, chỉ cảm thấy lông tóc dựng đứng, mình rốt cuộc đã chọc vào quái vật dạng nào vậy? Khí tức chết chóc đột nhiên bao trùm lấy toàn thân hắn ta. Không hay rồi. Diễm Thiết đã từng trải qua mấy lần sinh tử, trái tim trong lồng ngực nảy lên thình thịch, lập tức cảm nhận được mối nguy hiểm chí mạng, xoay người lập tức bỏ chạy. Dường như vào tích tắc khi hắn ta xoay người, cơ thể của Diễm Thiết đã biến mất tăm, tốc độ của thân pháp kia nhanh đến mức khiến mắt người nhìn hoa cả lên nhưng cũng không thể đuổi kịp được. Nhanh quá! Tiếng hô kinh hãi vang lên khắp bốn phía, mọi người đều hít một hơi khí lạnh, giật mình bàng hoàng. Có thể nhanh hơn kiếm của ta không? Nhưng đúng vào lúc này, một thanh âm băng lạnh đột nhiên vang lên. Táng hoa nằm bên trong kiếm hạp bắn vọt ra ngoài, nhưng vào tích tắc khi lời vừa dứt, mọi người chỉ thấy trên người Lâm Nhất bùng lên quang mang chói lòa, kiếm ý vô biên sộc thẳng lên bầu trời. Kiếm ta như thương long, kiếm ra như lôi phong. Kiếm ý thông linh đại thành hòa cùng với kiếm uy thương long, chỉ trong chớp mắt đã bao trùm khắp cả một vùng trời đất. Diễm Thiết có thể bị ép lui trở lại, một ngụm máu tươi phụt ra. Kiếm ý cuồng bạo rót vào từng ngóc ngách trong không trung, cả một vùng trời đất này giống như một đầm lầy, Diễm Thiết bị lún bên trong không thể dãy giụa. Đáng chết, ta sao lại không cử động được vậy? Trong một thoáng, Diễm Thiết phát hiện bản thân giống như lún sâu vào bên trong biển kiếm ý, hắn ta bỗng tỉnh ngộ xoay người, chỉ thấy toàn thân Lâm Nhất đang bừng sáng lấp lánh ánh kiếm. Kiếm ý thông linh. Đáng sợ quá, đây là kiếm ý thông linh đã đại thành, còn hòa cùng với cả uy lực của thương long. Diễm Thiết nhìn thấy cảnh này thì trong mắt suýt chút nữa lọt cả ra ngoài, đây rốt cuộc là quái vật gì vậy? Quay lại! Lâm Nhất đột nhiên hét lên, quang mang trong đáy mắt cuộn trào, kiếm ý thông linh đã đại thành vẫn đang tràn ra liên tục. Thần thụ màu lam như bảo ngọc thủy tinh bỗng nhiên thành hình phía sau lưng hắn, đồng thời, từng đóa hoa cánh tím khảm lên trên cây. Quang mang màu tím và xanh thoáng chốc chiếu sáng cả nửa vùng trời, kéo Diễm Thiết vừa bỏ chạy phải lui dần trở về. Không, 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 lão nhị, lão tam, mau chạy đi, nhớ nói với Phong Huyền sư huynh báo thù cho ta. Diễm Thiết giãy giụa một hồi, sau đó hoàn toàn tuyệt vọng, hắn ta phát hiện bản thân mình khi đối diện với loại kiếm ý này của đối phương thì hoàn toàn không thể chống lại được. Mấy lần muốn vận chuyển chân nguyên, tế ra hỏa vân phần thiên thủ. Nhưng lại nhận ra không chỉ chân nguyên mà đến cả dòng máu của mình cũng bị giam cầm trong kiếm ý này. Trên cây thanh tiêu, tử diên hoa nở. Vào giây phút khi tử diên hoa nở rộ trên thần thụ thanh tiêu, kiếm ý thông linh của Lâm Nhất đã đạt đến cảnh giới đỉnh phong viên mãn. Loại kiếm ý này khiến cho cả vùng đất trời ở dưới chân Lâm Nhất không ngừng rung chuyển. Ma vân nặng nề giữa bầu trời thấp thoáng như có những vết nứt đang không ngừng lan ra. Tựa như đến cả bầu trời cũng không thể phong bế được kiếm ý này. Ngươi nện ra 46 quyền, ta chỉ trả lại ngươi một quyền. Lời vừa dứt, năm ngón tay của Lâm Nhất siết chặt, nắm gọn kiếm ý bất khuất khắp trời này trong tay. Chân nguyên của hai đại kiếm quyết ngưng tụ bên trong cơ thể hòa vào làm một, điên cuồng rót vào trong tay, đồng thời long văn trên bề mặt cơ thể cũng bắt đầu chuyển động. Quỳnh! Một âm thanh trầm đục vang lên. Kèm theo đó là tiếng nứt vỡ chói tai truyền đến, dưới ánh nhìn chằm chằm của tất cả mọi người, cả người Diễm Thiết bị đánh cho tan xương nát thịt. Máu tươi văng ra tung tóe, chết không toàn thây. Giờ phút này, tất cả mọi người đã ngây dại hết cả, Lâm Nhất vậy mà chỉ dùng một quyền đã nghiền thiết thủ đồ phu ra bã. Trong mắt tất cả mọi người, Lâm Nhất bây giờ chính là một kiếm khách quái vật, loại kiếm ý kia đã gần như nghịch thiên. Nhân tài bình thường. Chưa bước vào cảnh giới thiên phách mà tu luyện thành công kiếm ý thông linh, trên con đường thông thiên này cũng đủ để trở thành một nhân vật cấp yêu nghiệt rồi. Nhưng Lâm Nhất, không chỉ tu luyện thành kiếm ý thông linh còn đạt đến cảnh giới đỉnh phong viên mãn khủng bố. Chỉ kém nửa bước nữa là có thể thăng cấp thành kiếm ý tam phẩm. Đáng sợ nhất là trong kiếm ý này còn dung hòa cả uy lực thương long cùng với một chút triết lý bất diệt sâu sắc. Loại thủ đoạn này hoàn toàn không thể dùng hai từ yêu nghiệt đơn giản mà hình dung được nữa. Hiện trường tất cả đều im lìm không hề có một tiếng động nhỏ. Lão đại,
Hai người còn lại của Hỏa Vân giới đã chạy ra ngoài rất xa, lúc quay đầu lại vừa hay nhìn thấy cảnh tượng này. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, không kiềm được mà hét lên, không gian vô tận dần dần lan ra khắp cơ thể hai người này. Tách nhau ra, ngoại trừ Phong Huyền sư huynh, Hỏa Vân giới chẳng có ai có thể chống lại được hắn. Hai người cảm thấy da dầu tê dần, không dám tiếp tục lề dề nữa. Nhưng đúng vào lúc này, có âm thanh lạnh lẽo thấu xương truyền đến bên tai hai người, bỗng dưng cơ thể bọn họ run rẩy không ngừng. Đến rồi, thì đừng nghĩ đến chuyện đi nữa. Âm thanh lạnh thấu xương khiến hai người như rơi vào hầm băng, cả người cứng ngắc. Nhưng một giây sau, bỗng nhiên lại cảm thấy không khí xung quanh như nóng nực vô cùng, giống như rơi vào một hồ nham thạch nghìn năm. Hai người ngẩng đầu lên nhìn, lập tức bị dọa cho tái mét mặt, đáy mắt ngập vẻ kinh hoàng. Cái này, sao có thể? Trong một vòng ánh sáng rộng lớn ngưng tụ bốn hỏa ấn màu bạc, một bàn tay phần thiên cực lớn từ trên trời ập xuống. Hai người há hốc miệng, còn chưa kịp khép lại thì đã bị ngọn lửa từ bàn tay này đập thành thịt vụn. Rầm! Đất trời rung chuyển, một dấu bàn tay cực lớn in hẳn trên nền đất. Trong thành, tất cả mọi người đều trông thấy cảnh tượng này, mọi thứ như hoàn toàn chìm vào yên lặng. Vậy mà lại là Hỏa Vân phần thiên thủ, hỏa ấn kim sắc, tự ấn cùng mở, hai người này sợ là đến chết cũng không sao hiểu được, võ học tạo hóa đỉnh cấp thượng phẩm của Hỏa Vân giới sao lại bị Lâm Nhất tu luyện đến cảnh giới này. Càng nằm mơ cũng không ngờ được là, bản thân lại có một ngày chết dưới Hỏa Vân phần thiên thủ. Ở phía xa, ba người Phương Thiếu Vũ đều không nhịn được hít sâu một hơi sợ hãi. Một quyền đập chết nhân vật đứng thứ hai Hỏa Vân giới, lại một chưởng đập chết hai người còn lại, nhanh nhẹn dứt khoát, bá đạo khiến người ta run sợ. Không sao chứ. Đúng vào lúc ba người đang kinh hãi thì bên tai truyền đến một giọng nói, Lâm Nhất thế mà đã lặng thinh đi đến chỗ bọn họ. Không có gì đáng ngại, chút vết thương ngoài ra thôi. Phương Thiếu Vũ lắc đầu, nhưng sắc mặt không khỏi mang vẻ đắng chát. Chỉ là uy áp của Diễm Thiết thôi đã khiến ba người bọn họ khó chịu đến như vậy, đến cả chống cự bọn họ cũng không làm được. Nhưng bây giờ, tất cả mọi thứ đều đã chuyển biến hoàn toàn ngược lại. Đã không còn nhận rõ được là Diễm Thiết quá yếu hay là Lâm Nhất quá mạnh nữa. Sau khi trải qua màn thay ra đổi thì tối hôm qua, thực lực của Lâm Nhất đã tăng nhiều so với 10 ngày trước khi đối mặt với Nam Cung Hạ, sức chiến đấu tăng lên ít nhất 2 lần, thậm chí còn hơn thế. Quả thực là Lâm Nhất đã thể hiện ra thực lực quá mạnh mẽ, khiến người ta khó mà phán đoán được năng lực thực sự. Nếu như buộc phải dùng lời nói để miêu tả, thì chỉ có thể dùng 4 chữ thâm sâu khó dò, hầu như không thể đoán ra được. Kiếm ý của huynh. Trúc Thanh Sơn thoáng ngập ngừng rồi mở lời hỏi. Phương Thiếu Vũ và Triệu Thần lập tức bừng tỉnh, đáy mắt thoáng lộ vẻ khác lạ, hai mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Nhất. Một thoáng vừa rồi, giây phút khi Tử Diên Hoa bung nở trên cây thanh tiêu, kiếm ý của Lâm Nhất gần như đã phá vỡ gông cùm của cảnh giới đại thành. Kiếm ý thông linh đã đạt đến đỉnh phong viên mãn, chỉ còn kém nửa bước nữa là tiến vào cảnh giới tam phẩm. Lâm Nhất bình tĩnh nói, chứng thực sự suy đoán của tất cả mọi người. Ba người Phương Thiếu Vũ khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, chuyện này cũng hơi hoang đường rồi. Trong ý chí võ đạo, kiếm ý và đao ý được công nhận là hai thứ khó lĩnh hội nhất, người khác còn đang dẫy dụa vật vã khổ sở để đột phá kiếm ý thông linh, thì Lâm Nhất đã sắp bước chân vào kiếm ý tam phẩm rồi. View. Huyết Long Mã đội ba chiếc túi chữ vật dâng lên, Lâm Nhất tiện tay mở một cái ra xem, sau đó liền tặng lại cho ba người Phương Thiếu Vũ. Đi thôi. Lâm Nhất nhìn xung quanh một vòng trong thành, đợi đến khi thu lại tầm mắt thì cũng kiên định nhìn về phía trước. Đi đâu? Đi thành Lôi Hỏa sẽ gặp được Phong Huyền đúng không? Cứ lằng nhằng không dứt mãi cũng phiền. Nói xong, đáy mắt Lâm Nhất lóe lên hàn mang sắc bén lạnh lẽo, hắn trước giờ chẳng phải là kẻ lương thiện gì, nhưng cứ bị người ta 5 lần 7 lượt gây khó dễ thì tính nhẫn nại của hắn cũng bị mài mòn cả rồi. Ánh nắng chiếu rọi. Trên tường thành cao cao có một đám người tụ tập lại, từng ánh mắt đều đặt hết lên 4 bóng người đang dần dần khuất xa. Tất cả mọi người đều bàng hoàng không thôi, mới lúc nãy mấy người của Huyền Hoàng giới kia đã giết chết 3 người Diễm Thiết, bây giờ đều đang đi về phía thành Lôi Hỏa rồi. Phải biết là, Phong Huyền chính là người mạnh nhất của Hỏa Vân giới này, nhưng lại đang ở trong thành Lôi Hỏa. Thân là thủ lĩnh của Hỏa Vân giới,
tu vi của Phong Huyền đã đạt đến cảnh giới thiên phách đỉnh phong, có tư cách độ kiếp rồi. Thiên phách thất trùng thiên, những nhân tài có thể đến được con đường thông thiên này, muốn thăng cấp thiên phách nhất trùng thiên đều không hề khó, chỉ là thời gian ngắn hay dài mà thôi. Nhưng muốn có được tư cách độ kiếp thì lại khó khăn vô cùng, chục nghìn người mới có một người. Chỉ nói đến tư cách thôi thì đã là một con số trên trời, đối với nhân tài mà nói, cần phải tiêu hao cực nhiều thời gian. Ngoài ra, còn phải kiểm tra nền tảng giới vực của bản thân, nếu như tu luyện công pháp không đủ phẩm cấp thì tư cách có nhiều hơn nữa cũng không thể bám được đến ngưỡng cửa độ kiếp, ít nhất phải tu luyện được công pháp tạo hóa thượng phẩm mới được. Hơn nữa không nói đến có thể độ kiếp thành công hay không, mà chỉ nói đến có đủ tư cách độ kiếp hay không, thì đã là tiêu chí của những kẻ mạnh trên con đường thông thiên này. Đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ như vậy, ít nhiều hành động của bọn họ cũng chẳng khác gì đang tự chui đầu vào giỏ, khiến người ta khó hiểu. Nhưng mà nghĩ lại thì, cao thủ trong thành Lôi Hỏa nhiều như mây trên trời, di tích tông môn khắp tứ phương cũng nhiều. Cạnh tranh kịch liệt, chém giết tàn khốc, nếu đến cả thành Lôi Hỏa mà cũng không dám đi thì muốn vùng dậy trên con đường thông thiên này cũng chỉ là nói sằng nói bậy mà thôi. Dưới sự chú ý của đám người này, bốn người Lâm Nhất rất nhanh đã biến mất khỏi tầm nhìn của bọn họ. 7 ngày sau, dưới bầu trời mà nhật nguyệt cùng sáng này, trên một ngọn đồi hoang vu, bốn bóng người khoanh chân ngồi nghỉ. Xung quanh cơ thể mỗi người đều có luồng khí tinh nguyên dồi dào, đây chính là bốn người Lâm Nhất đang trên đường đến thành Lôi Hỏa. Từ cứ điểm nghèo nàn ban đầu và khoảng cách đến thành Lôi Hỏa không xa, chỉ cần 5 ngày đi không ngủ nghỉ là sẽ đến nơi. Nhưng mà vào 3 ngày trước đó, ba người Phương Thiếu Vũ lần lượt tu luyện đến cực hạn của bán bộ thiên phách, mà sau đó thuận lý thành chương thăng cấp lên thiên phách. Thời gian vì vậy mà bị kéo dài đến giờ. Bây giờ khí tức trên người mỗi người đều dâng tràn, vẫn còn chênh lệch với Diêm Thiết, nhưng không hề thua kém gì Nam Cung Hạ. Thiên tư ngộ tính của ba người đều không tính là kém, chỉ là phẩm cấp công pháp hơi kém một chút, mấy người đều chỉ tu luyện công pháp tạo hóa hạ phẩm. Tu luyện công pháp tạo hóa hạ phẩm rất khó có được tư cách độ kiếp thiên phách, cơ bản không có bất cứ hy vọng nào. Chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào thành Lôi Hỏa, xem trong di tích tông môn xung quanh Long Thành có cơ hội nhận được công pháp tạo hóa thượng phẩm hay không. Dù gì ở con đường thông thiên mà không độ kiếp chỉ mở khí hải gần như đồng nghĩa với phế vật. Sau khi độ kiếp, khí hải mở ra vững như mật cảnh, đối đầu với thiên phách nhất trùng thiên chưa độ kiếp, lấy một địch 10 cũng dư sức. Thời gian 7 ngày, Lâm Nhất cũng không nhàn rỗi. Hắn tu luyện Thanh Tiêu Thập Tam Kiếm lên thẳng kiếm thứ 9, nâng cao uy lực của kiếm pháp lên không ít, nhưng không khiến Lâm Nhất mừng cho lắm. So với Bá Kiếm và Trần Quang Kiếm Pháp, 9 kiếm đầu của Thanh Tiêu Thập Tam Kiếm không hề được nâng cao uy lực về bản chất. Ít nhiều vẫn dựa vào hai kiếm quyết tăng cường mới có chút tiến triển về lực sát thương, thậm chí còn yếu hơn Bá Trảm Thiên Hạ và Kiếm Phá Sơn Hà một chút. Bây giờ, kiếm chiêu mạnh nhất của hắn vẫn dung hòa cửu đại dị tượng của Kiếm Phá Sơn Hà. Vẫn phải tu luyện chiêu kiếm tất sát đến hóa cảnh mới được. Ánh mắt Lâm Nhất lấp lánh, trong lòng lẩm bẩm. Kiếm thứ 10 đến kiếm thứ 12 của Thanh Tiêu Thập Tam Kiếm được gọi là chiêu kiếm tất sát. Không ra thì thôi, ra phải thấy máu phong hầu, nhất kiếm tất sát. Đó mới là đòn sát thủ chân chính của Thanh Tiêu Kiếm Pháp, sẽ sản sinh biến hóa về chất. Cũng chỉ có chiêu kiếm tất sát mới có thể chân chính phát huy uy năng của kiếm ý thông linh đỉnh phong viên mãn. Trong lúc Lâm Nhất suy nghĩ, ba người nhóm Phương Thiếu Vũ lần lượt mở mắt ra, vẻ mặt vô cùng mừng rỡ, ánh mắt nhìn Lâm Nhất đều chứa đầy sự cảm kích. Ba người có thể tu luyện bán bộ thiên phách đến cực hạn đều là nhờ tài nguyên Lâm Nhất cướp trong tay Hỏa Vân Giới, nếu không thì không biết phải đợi đến lúc nào. Nhiều lắm là 2 ngày chúng ta sẽ đến được thành Lôi Hỏa. Lâm Nhất nhìn ba người họ, nói các ngươi hiểu về tòa Long Thành này bao nhiêu. Trước kia ta bế quan ở Long Tượng cũng thu thập được nhiều tình báo. Phương Thiếu Vũ trầm ngâm rồi nói, hơn 100 tòa Long Thành của Nhật Diệu Chi Địa, thành Lôi Hỏa cũng miễn cưỡng được xem là Long Thành cỡ lớn, hội tụ nhân tài ở các giới vực, có thể nói cao thủ như mây. Cho dù mạnh như Hỏa Vân Giới, trong thành Lôi Hỏa này cũng không tính là quá nổi bật, chỉ là danh tiếng của Phong Huyền hơi cao mà thôi. Dù sao cũng đã có tư cách độ kiếp, một khi độ kiếp thành công thì xem như chân trời rộng mở, ở trong thành Lôi Hỏa cũng có thể được xem là đại nhân vật. Một nhân vật như vậy,
các nơi đều sẽ không tiếp đãi chậm trễ. Đương nhiên, nếu đã là độ kiếp thì đồng nghĩa chứa đầy nguy hiểm, nếu không nắm chắc, Phong Huyền cũng sẽ không dám tùy tiện độ kiếp. Thiên phách kiếp vô cùng hung hiểm, nói là cửu tử nhất sinh cũng không quá. Đối với chúng ta mà nói cũng xem như là tin tức tốt, nếu người này thật sự độ kiếp thành công thì hơi đáng sợ, Phương Thiếu Vũ nghiêm nghị nói. Lâm Nhất không cho ý kiến. Nếu người này thật sự độ kiếp thành công thì đúng là có chút phiền phức, sau khi độ kiếp thành công, thực lực sẽ biến hóa long trời lở đất. Nhưng nếu không độ kiếp, bất kể nội tình của hắn ta có sâu dày thế nào, đối với Lâm Nhất mà nói cũng sẽ không có gì phải kiêng kỵ. Có yêu nghiệt ở giới vực cấp cao không? Lâm Nhất lên tiếng hỏi. Không có. Phương Thiếu Vũ lắc đầu, tỏ ra kỳ quái, ta nghe khắp Nhật Diệu chi địa này hình như không có ai của giới vực cao cấp, không những ở thành Lôi Hỏa mà ở Long Thành khác cũng không có giới vực cao cấp. Ồ! Trong mắt Lâm Nhất lóe lên tia sáng kỳ dị, chuyện này có hơi lạ. Nghe đồn bất cứ ai trong giới vực cao cấp cùng cá thực lực trấn áp một tòa Long Thành. Lâm Nhất có tâm tư muốn nhìn thấy một lần. Nhưng không ngờ Nhật Diệu chi địa hoàn toàn không có tung tích của giới vực cấp cao. Tình báo này chỉ là tình báo được bán lại, cụ thể thế nào vẫn phải đến Long Thành mới biết được. Có thể có yêu nghiệt giới vực cao cấp, chỉ là không bị người ta phát hiện cũng không chừng. Phương Thiếu Vũ nói ra suy đoán của mình. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 111.